Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Trường Tương Tư Tác giả Đồng Hoa Thể loại, môn tình, huyền huyễn chương Năm ngán nỗi can qua Dịch giả, lương hiền Mùa xuân năm đó đến rất muộn, cuối tháng riêng mà tuyết vẫn chưa tan trên đỉnh tiểu nguyệt nhưng như vậy lại rất hợp ý tiểu yêu, vì nàng có thể vùi một hũ rượu hoa quả dưới lớp tuyết, đến bữa thì đào lên, đổ vào chén lưu ly, hương vị rất đặc biệt, ngon hơn nhiều so với rượu ướp nhanh bằng linh lực. Tuy có cung điện chưa Nga, nhưng phần lớn thời gian tiểu yêu vẫn sống trong thung lũng thuốc, cùng danh y ngân nghiên cứu, trao đổi về y thuật. Thỉnh thoảng nàng lại cùng ngân đến tiệm thuốc thực hành việc khám chữa. Quan điểm về y thuật của Tiểu Yêu và Ngân rất khác nhau, nên giữa hai người thường xảy ra tranh cãi về việc lựa chọn các vị thuốc khi chữa bệnh, chốc chốc lại thấy họ hoa chân múa tay, cãi cọ um sùm. Một ngày nọ, Tiểu Yêu tức tối kéo Ngân đến chỗ hoàng đế, nhờ ngài phân giải. "Cháu công nhận phương thuốc của Ngân không sai, trái lại, hiệu quả bài thuốc của ông ấy rất tốt. Nhưng cháu và ông ấy đang nói đến những người bệnh sống ven sông, hồ" cháu kê ra những loại thảo dược mọc quanh vùng nhiều nước. Nếu gặp may, người bệnh có thể tìm và hái được, nếu phải đi mua thì giá cả cũng phải chăng. Còn loại thảo dược mà ông ấy kê đơn mọc ở vùng núi cao, rừng sâu, người dân vùng đó buộc phải mua với giá cao. Ngân ra giấu tay thư chuyện với Tuấn Đế, tiểu yêu dịch lại. Chữa bệnh cứu người điều đầu tiên phải nghĩ đến là làm thế nào để có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho họ tiểu yêu sử dụng phương thuốc phát huy tác dụng chậm. Ngoài ra người bệnh uống loại thuốc này còn nảy sinh cảm giác chán ăn. Hoàng đế cười, bảo. Cả hai người đều không sai. Đến bước này thì việc lựa chọn bài thuốc nào phù hợp không do trình độ y thuật của các ngươi quyết định, mà do hoàn cảnh gia đình của người bệnh quyết định. Nếu người đó giàu có, thì nên theo bài thuốc của ngăn. Người ta có điều kiện thì việc gì không chọn phương thuốc hiệu quả hơn nhưng nếu người đó nhà nghèo thì nên dùng bài thuốc của tiểu yêu chữa bệnh là việc quan trọng nhưng sinh kế của cả gia đình cũng quan trọng không kém khỏi bệnh mà cả nhà chết đói thì cũng không nên ngân ngẫm ngợi một lát đồng tình với hoàng đế bệ hạ dạy trí phải bệnh nhân của thần đều thuộc giới quý tộc thần đã lãng quên những người bệnh không đủ tiền mua thuốc tiểu yêu cũng thưa cháu cũng quá chú trọng việc kiếm cây thuốc ở quanh mình. Hoàng đế thở dài. Chữa bệnh cứu người không nên gò ép trong phạm vi một bài thuốc. Ví như trường hợp hai người vừa nhắc đến. Nếu người bệnh đó sống ở miền núi, thì bài thuốc của Ngân lại thành ra tiết kiệm hơn so với bài thuốc của Tiểu Yêu. Tiểu Yêu cười, nói. Đúng vậy. Vì thế khi kê đơn, không nên chỉ dựa vào gia cảnh của người bệnh, mà còn phải tìm hiểu xem người đó sống ở đâu. Năm xưa, cháu mở tiệm thuốc ở Cao Tân, đa số bệnh nhân là ngư dân. Đơn thuốc mà cháu kê cho bệnh nhân theo Thần Nông Bản Thảo Kinh rất hiệu nghiệm, nhưng các vị thuốc đều có nguồn gốc từ Trung Nguyên, không quen thuộc với ngư dân Cao Tân và họ cũng không đủ tiền để mua. Sau đó, cháu đã thử kê đơn dựa trên các vị thuốc sẵn có nơi họ ở thì thấy rằng nó hữu dụng hơn bài thuốc của Thần Nông Bản Thảo Kinh ngân lấy làm bất ngờ ông ấy ra dấu tay không thể tin nổi có người dám chê bài thuốc trong thần nông bản thảo kinh hoàng đế trầm ngâm một lát đột nhiên ngài bảo thủy thổ khí hậu ở mỗi nơi mỗi khác một cuốn thần nông bản thảo kinh rõ ràng là không đủ không thể đủ các ngươi có muốn tập hợp và biên soạn thêm vài chục cuốn thần nông bản thảo kinh nữa không tiểu yêu và ngân cùng tròn mắt nhìn hoàng đế ngân ra giấu tay không thể nào không làm nổi mấy vạn năm mới có một cuốn thần nông bản thảo kinh tiểu yêu cũng nói quá khó không thể làm được cả đời nam trinh bắc chiến lập nên vô số kỳ tích trong suy nghĩ của hoàng đế không bao giờ tồn tại hai chữ không thể ngài nói ta chỉ hỏi các ngươi việc này có tốt đẹp không có đáng để bỏ công sức ra làm hay không nếu có thể tập hợp và chỉnh lý các loại thảo dược và các bài thuốc dân gian ở khắp mọi nơi trong đại hoang thì đó sẽ là một việc vô cùng lớn lao, vĩ đại và tốt đẹp. Vì nó sẽ cứu giúp được muôn người, mọi thế hệ. Hoàng đế tiếp tục truy hỏi. Nếu đã khẳng định giá trị to lớn của việc này thì tại sao không làm? Chỉ vì một chữ khó mà không dám làm hay sao? Cả Ngân và Tiểu Yêu đều tỏ ra ái ngại không phải ai cũng như hoàng đế dám nghĩ những điều người khác không dám nghĩ dám làm những việc người khác không dám làm tiểu yêu ngẫm ngợi một lát hạ quyết tâm làm được bao nhiêu lợi bấy nhiêu dù chỉ thu thập được thêm một trăm phương thuốc tất có người sẽ được cứu nhờ nó ngân gật đầu mười bài thuốc cũng là rất đáng quý hoàng đế nói tốt tối hôm đó Hoàng đế bảo với chuyên húc rằng ngài muốn biên soạn sách y thuật và cần đến sự giúp sức của hắn. Từ ngày truyền lại ngôi vị đến nay, đây là lần đầu tiên hoàng đế mở lời cậy nhờ chuyên húc, hắn nhận lời không hề do dự. Hoàng đế tuyển chọn hàng loạt thầy thuốc từ khắp nơi trong nước Hiên Viên, rồi lại lọc lựa trong số đó ra hơn 20 người giỏi nhất, triệu tập đến Tiểu Nguyệt Đỉnh. Tiểu Yêu và Ngân phụ trách việc chuẩn bị ngày nào cũng bận bịu thảo luận về y thuật với các danh y tiểu yêu không hề hay biết từ vào xuân đến nay đỉnh tử kim rất mực nhộn nhịp đèn thắp sáng suốt đêm trong điện càn dương nơi ở của chuyên húc các vị đại thần tướng lĩnh ra vào tấp nập đã hơn hai tháng chuyên húc chưa ghé tẩm cung của bất cứ phi tần nào nhưng dẫu bận rộn mệt mỏi đến đâu dù mưa gió bão bùng thế nào chuyên húc vẫn đều đặn đến tiểu nguyệt đỉnh thăm hỏi hoàng đế hàng ngày. Đối với các triều thần và phi tần của hắn, thì hành động ấy khiến họ không khỏi cảm động vì nghĩ rằng hắc đế bệ hạ quả là người cháu hiếu thuận. Nhưng trong mắt hoàng hậu hinh duyệt, hành động ấy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, khiến nàng mất ăn mất ngủ. Có lúc nàng cảm thấy chỉ mình nàng biết được bí mật của chuyên húc, nhưng cũng có lúc nàng tự trách mình hay suy nghĩ lung tung. Đêm mồng 7 tháng 3, nữ tướng của hiên viên là xích thủy hiến dẫn quân tấn công và nhanh chóng chiếm lĩnh đất kinh độ của cao tân nằm ở phía nam xích thủy kinh độ giống một con dao găm thọc sâu vào vùng bụng cao tân đảm bảo việc cung cấp lương thực quân nhu bằng đường thủy cho đại quân hiên viên khi quân đội nước này tiến sâu vào lãnh thổ cao tân ngay hôm sau hắc đế phong xích thủy phong long làm đại tướng quân dẫn theo 30 vạn quân tấn công cao tân đã hàng vạn năm không trải qua chiến tranh, quân đội cao tân giống một thanh gươm báu được giấu kín dưới đáy dương. Dẫu là gươm báu, nhưng vì đã vạn năm không được mài rũa, thanh gươm ấy mất đi độ sắc bén. Trong khi đó, từ ngày lập quốc, quân đội hiên viên không ngừng xông pha nơi chiến trường, trải qua hàng nghìn năm rèn luyện, đội quân nước này trở nên hùng mạnh như mãnh hổ, vững vàng như bàn thạch. Tướng quân tiên phong Ngô Cương vốn là người của Hy Hòa Bộ ở Cao Tân, linh lực dồi dào, giỏi điều khiển nước, tinh thông thủy chiến, lại thông thuộc địa hình và khí hậu cao tân. Vì vậy dưới sự thống lĩnh của Ngô Cương, quân đội hiên viên đã mạnh càng thêm mạnh, chỉ trong ba ngày đã hạ được hai thành trì của cao tân. Đại hoang chấn động bởi cuộc binh biến này. Trên đỉnh Tiểu Nguyệt, Tiểu Yêu không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ cảm thấy các vị danh y kiệm lời hơn, và họ thường lơ đãng khi làm việc cảnh đến thăm nàng nàng hỏi không lẽ chuyên húc quên phát tiền công cho họ em cảm thấy họ không nhiệt tình làm việc như trước nữa cảnh chưa kịp mở lời hoàng đế đã hắng giọng cảnh cáo cảnh thinh lặng nhưng chàng hiên ngang đón lấy ánh mắt sắc lạnh của hoàng đế chiếu về mình và không tỏ ra sợ hãi tiểu yêu hết ngó hoàng đế lại nhìn sang cảnh lần đầu tiên nàng nhận ra vẻ uy nghi của cảnh không hề thua kém hoàng đế Nàng sợ hãi nhảy ra, chặn trước mặt hoàng đế, bảo vệ Cảnh, rồi le lưỡi, cười nịnh bợ và hỏi: "Ông ơi, có chuyện gì vậy? Gái lớn là con người ta mà." Hoàng đế lắc đầu chán nản. "Muốn biết chuyện gì hãy đi hỏi chuyên húc, ta và Cảnh không gánh nổi tội nhiều lời đâu." Tiểu Yêu cười thật tươi, kéo hoàng đế ngồi xuống hiên nhà. "Ông hãy ngồi xuống chơi cờ với Cảnh." cháu sẽ pha trà cho hai người. Tiểu yêu lôi bộ đồ trà ra pha, xong xuôi, nàng chạy tọt vào bếp, như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Mặt trời vừa ngả về tây, tiểu yêu căn dặn miêu phủ. Em sai người lên đỉnh tử kim, báo rằng hôm nay ta vào bếp, nếu bệ hạ rảnh rỗi, mời ngài lại dùng bữa. Nửa canh giờ sau, chuyên húc có mặt. Thấy bản ăn vẫn trống không, tiểu yêu vẫn thủng thẳng say thuốc, hắn cười, hỏi. Nghe nói muội vào bếp kia mà, đồ ăn đâu? Tiểu yêu đùng đỉnh rửa tay. Chỉ chờ huynh đến thôi. Tiểu yêu vừa dứt lời, người hầu lập tức bày bốn bếp lò nhỏ gọn lên bốn chiếc bàn, đặt cạnh bếp những chiếc kìm gấp than, rồi lại tất tả chuyển những đĩa thịt mà tiểu yêu đã tẩm ướp lên bàn. Những giải thịt dê bầy trong đĩa ngọc trắng muốt, thịt hươu thái mỏng xếp trên những chiếc lá chuối xanh mướt, ngoài ra còn có thịt hoãng, thịt thỏ thái nhỏ chừng hai đốt tay. Tiểu yêu nói với chuyên húc. Ngoài các loại thịt còn có các loại nấm rừng và rau dại mới hái sáng nay. Nấm to được chọn riêng để nướng cùng thịt, nấm nhỏ bỏ vào nấu canh. Rau dại rửa qua nước cho bớt đắng rồi làm thành món trộn. Lát nữa, sẽ có canh nấm để uống, rau trộn để ăn cho bớt ngấy hoàng đế, chuyên húc và cảnh lần lượt vào bàn. Tiểu yêu trộn bột thuốc vừa xay xong vào những đĩa gia vị đã chuẩn bị sẵn, rồi chia cho hoàng đế, chuyên húc và cảnh. Năm chiếc đĩa ngọc màu trắng hình cánh sen đựng năm loại gia vị khác nhau, ở giữa bầy một đĩa tròn màu xanh ngọc bích, đựng bột cải cay. Chuyên húc hít hà và bắt đầu động đũa, nướng thịt hưu. Lần gần đây nhất được ăn thịt nướng là vào rằm tháng riêng năm ngoái rau dại thì đã mấy chục năm không được thưởng thức. Mùa xuân năm nào cũng nhớ và thèm, nhưng việc chiều chính bận rộn đã quên đi mất. Tiểu yêu cười, bảo. Chế biến cách nào cũng không hết được vị đắng của rau dại, ăn lần đầu thường không quen, nhưng khi đã quen thì sẽ nghiện. Cháu thèm rau dại lắm, cháu nghĩ ba người cũng từng ăn loại rau này, nên quyết định đổi khẩu vị. Thời trẻ, cơm chẳng đủ ăn, hoàng đế chẳng lạ mấy món rau dại. Trong khoảng thời gian lưu lạc trốn nhân gian, rau dại cũng thường xuất hiện trong các bữa cơm của chuyên húc. Những ngày còn ở thị trấn Thanh Thủy, vào mùa xuân, lão mộc thường hái rau dại về nấu ăn cho đỡ tốn kém. Nên, cảnh cũng đã quen với hương vị của loại rau này. Bữa tối kéo dài suốt cả canh giờ, họ đã được đánh chén no say, sau đó, hoàng đế và cảnh tiếp tục ván cờ giang dở chuyên húc nằm trên giường mây, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Tiếng hoa rơi xào sạc bên tai, hương thơm ngào ngạt ùa tới cánh mũi. Hắn cảm thấy khoảnh khắc đẹp nhất của đời người chính là đây. Chỉ đơn giản là sau một ngày vất vả, được cùng người mình thương ăn một bữa tối ngon lành. Tiểu yêu ngồi bên giường, một tay sách bình rượu, tay kia cầm hai chiếc cốc lưu ly. Chuyên húc đón lấy chiếc cốc, tiểu yêu mở nắp bình rượu rót cho hắn đầy một cốc rượu dâu đỏ sánh đã ướp lạnh, chẳng mấy chốc, những giọt nước li ti tụ lại trên thành cốc. Chuyên húc uống một ngụm. ù trong hầm băng đúng không? Quả nhiên ngon hơn ướp bằng linh lực. Tiểu yêu cười, bảo. Dĩ nhiên. Nghe Ngân nói, sau khi trở về từ chuyến du lịch năm ngoái, muội không ngừng thu thập tài liệu về thuật sử dụng sâu độc. Muội đã tới cửu lê một chuyến, nên rất có hứng thú với thuật sử dụng sâu độc. Chuyên húc nhìn tiểu yêu chăm chăm. Mấy năm nay sức khỏe của muội thế nào? Huynh ra lệnh cho Ngân kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm cho muội. Lẽ nào ông ấy không báo cáo với Huynh? Ông ấy bảo sức khỏe của muội rất tốt, nhưng ta muốn biết muội cảm thấy thế nào. Muội cũng thấy rất tốt. Sâu độc trong cơ thể muội và tương liễu được loại bỏ hay chưa? cứ coi như loại bỏ được rồi. Một mình cảnh lo lắng cho nàng là đủ rồi, nàng không muốn thêm chuyên húc nữa. Sao lại là cứ coi như? muội là người nuôi nó, cấy nó, huynh lo lắng gì chứ? Không lẽ huynh cho rằng muội sẽ bị loại sâu độc do chính muội nuôi cấy hại chết hay sao? Huynh nghe quá nhiều tin đồn thất thiệt rồi đó. Thuật sử dụng sâu độc không thần bí, đáng sợ như vậy đâu dù huynh không tin muội thì cũng nên tin tộc cửu lê ta không tin tương liễu muội nên thận trọng nếu y đến tìm muội phải báo cho ta biết ngay tiểu yêu gật đầu lia lịa tuân mệnh thưa bệ hạ chuyên húc giơ tay lên tiểu yêu rụt cổ lại bàn tay chuyên húc nhẹ nhàng đỗ lại trên tóc tiểu yêu ngón tay hắn lướt qua làn tóc mềm mại như nhung giặt dìu quyến luyến không muốn dứt khỏi Tiểu Yêu nhấp rượu, hỏi: "Ông ngoại, cảnh và mấy vị danh y đều có gì đó rất lạ. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" Chuyên Húc ngập ngừng không đáp, bàn tay hắn đung đưa chiếc chén lưu ly, hắn như đang mải mê ngắm nghía chất rượu sóng sánh trong cốc. Tiểu Yêu nói: "Chỉ cần xuống núi một chuyến là biết liền, nhưng muội muốn huynh nói cho muội nghe." Chuyên Húc uống cạn ly rượu, chống tay xuống giường, ngồi thẳng dậy, hắn nhìn thẳng vào mắt tiểu yêu nói ta đã hạ lệnh tấn công cao tân nụ cười trên khóe môi tiểu yêu bỗng đông cứng lại nàng vốn đoán rằng có lẽ chuyên húc đã làm điều gì đó liên quan đến thân thế của nàng nào ngờ tiểu yêu nghĩ mình vừa nghe lầm huynh nói lại một lần nữa xem nào ta đã hạ lệnh tấn công cao tân tiểu yêu bật dậy ném thẳng cốc rượu vào chuyên húc chiếc cốc rơi trúng chán, rượu dâu vương khắp mặt hắn. Tiểu yêu quay người, chạy biến. Chuyên húc chẳng buồn lau mặt, vội vã đuổi theo nàng. Nghe thấy tiếng động, cả hoàng đế và cảnh cùng ngẩng lên. Cảnh định đứng lên, nhưng hoàng đế đã giữ chàng lại. Hoàng đế đẩy cảnh vào phòng và ra lệnh cho người hầu đóng cửa sổ lại. Tiểu yêu chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại trước mặt chuyên húc chuyên húc đập cửa gọi. Tiểu yêu, tiểu yêu. Tiểu yêu chặn cửa bằng lưng, kiên quyết không cho chuyên húc vào. Tiểu yêu, hãy nghe ta nói. Nghe gì nữa? Nghe chuyện năm xưa huynh bị bốn ông cậu dồn tới đường cùng, may nhờ cao tân cưu mang. Hay nghe chuyện, ông ấy nhận huynh làm đồ đệ, dạy huynh chơi đàn, ủ rượu, dạy huynh quan sát dân tình, xử lý việc triều chính, còn giúp huynh huấn luyện cả đội ám vệ. Muội không hiểu đâu. Muội không hiểu điều gì. Huynh nói đi. Những gì muội vừa nói đều là giả dối ư? Những gì muội vừa nói đều là sự thật, nhưng còn rất nhiều chuyện muội chưa biết. Nếu không vì ông ấy, ta và muội sẽ không trở thành trẻ mồ côi, mà nếu thế ta đâu cần ông ấy cưu mang. Muội cũng không phải lưu lạc nhân gian suốt 300 năm. Tiểu yêu sững sờ. Huynh nói sao? Muội không hiểu. Khi kể lại mọi chuyện trước kia cho muội, cô hành đã kể rất chi tiết về cha muội, nhưng lại giấu muội những chuyện về tuấn đế. Có lẽ vì cô đã tha thứ cho ông ấy, cũng có lẽ vì cô muốn bảo vệ muội nên mới không cho muội biết. Chuyện nào? Rốt cuộc huynh muốn nói gì? Muội biết vì sao bác cả bị cha muội ngộ sát không? Mẹ nói, bác cả muốn ông ngoại nhường ngôi nên mẹ đã chế một loại thuốc cho bác ấy. Loại thuốc đó có thể khiến một người không thể hội tụ linh lực trong vòng vài tháng. Không may, bác cả uống nhầm loại thuốc đó, nên mới bại dưới tay cha. Không phải bác cả muốn ông nhường ngôi mà chính sư phụ đã thuyết phục bác ấy, cũng chính sư phụ đã đưa chai thuốc mà cô hành điều chế cho bác cả. Khi điều chế loại thuốc ấy, cô hành không hề biết bác cả cần dùng nó, cô hành chế thuốc theo đề nghị của sư phụ. Mục đích là giúp sư phụ ép cha mình thoái vị. Sau đó, vị tuấn đế ấy bị giam lỏng cho đến khi ông ấy qua đời một cách hết sức thần bí. Vì sao xảy ra loạn ngũ vương? Vì sao sư phụ tắm máu cuộc biến loạn ấy? Giờ đây đã không còn bất cứ tiếng nói hoài nghi nào về việc sư phụ trở thành tuấn đế. Tiểu Yêu, khi đó muội vẫn ở Ngũ Thần Sơn, nếu nghĩ kỹ, chắc chắn muội sẽ nhớ ra. Vị tuấn đế đời trước người mà muội vẫn thường gọi là ông nội, đã bị sư phụ đầu độc. Năm vị vương gia giấy loạn chính vì nguyên nhân này. Tiểu yêu rất muốn phủ nhận, nhưng những ký ức vụn vặt hiện ra trong đầu, khiến nàng hiểu rằng, những gì chuyên húc nói đều là sự thật. Nàng nhớ lại người ông tuấn đế của nàng. Nàng đã tận mắt chứng kiến ông qua đời, mẹ nàng đã gào khóc đau đớn và tát cha nàng. Chuyên húc đau đớn nói. Nếu không vì sư phụ, liệu bác cả có chết không nếu bác cả không chết cha và mẹ muội sẽ không bị đẩy tới chỗ không thể cứu vãn tiểu yêu ngả người vào cánh cửa mệt mỏi nói không thể hoàn toàn trách phụ vương vậy còn cha ta thì sao khi phát hiện ra âm mưu của trúc dung cô hành lập tức đến cầu xin sư phụ cứu giúp nhưng sư phụ đã từ chối tiểu yêu lắc đầu lẩm bẩm không đâu không thể nào đó là người thầy tận tâm của chuyên húc, là người cha hết lòng thương yêu, chiều chuộng nàng kia mà. Không thể có chuyện cha từ chối cứu bác tư của nàng. Nhưng đó cũng là vị tuấn đế không nương tay với năm người em trai của mình và cả phụ vương của mình nữa. Chuyên húc nói, hồi nhỏ, muội từng hỏi cô hành, vì sao bàn tay mẹ thiếu một ngón tay. Cô hành trả lời rằng, vì mẹ bất cẩn nên đánh rơi mất sư phụ luôn đeo một chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay út bên trái chắc chắn muội từng nhìn thấy muội có biết chiếc nhẫn màu trắng ấy làm từ thứ gì không đó chính là ngón tay của cô hành cô hành khóc lóc cầu xin ông ấy cứu cha ta rồi còn tự chặt đứt một ngón tay của mình để thể độc nhưng ông ấy vẫn từ chối chuyên hút nghẹn ngào tiểu yêu ơi ông ấy đã từ chối tiểu yêu đưa tay lên giữ chặt miệng nàng từ từ trượt xuống nàng còn nhớ một ngày nọ khi phát hiện trên bàn tay của mẹ chỉ còn lại bốn ngón tay nàng đã hỏi mẹ vì sao thiếu một ngón tay mẹ tươi cười đáp rằng mẹ bất cẩn làm rơi mắt nàng hỏi mẹ mẹ đau không mẹ đáp không đau người đau khổ nhất bây giờ là bác gái của con và chuyên húc tiểu yêu ngoan của mẹ con hãy ở bên động viên anh con nhé nếu bác trai không chết, bác gái sẽ không tự vẫn, bà ngoại sẽ không ốm nặng, mẹ sẽ không phải ra trận. Có lẽ, mọi thứ, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Chuyên húc tiếp tục. Và còn cả cha muội nữa. Mãi đến bây giờ người ta vẫn truyền tay nhau câu chuyện về hai viên tướng dũng mãnh dưới chướng si vưu. Một người là thần gió, người kia là thần mưa. Muội có biết thân phận thật sự của thần mưa là gì không? ông ta có tên gọi khác là Hy Hòa Nhược Nại. Ngày nay không ai biết gì về ông ta, nhưng ngàn năm về trước, ông ấy là một tay công tử hào hoa, phong nhã nước tiếng ở Cao Tân. Ông ta là đại tướng quân của Hy Hòa Bộ, cũng là bạn trí cốt của sư phụ. Vì sự việc xảy ra quá lâu, những người thời đó đều chết cả, ta không điều tra được, rốt cuộc thần mưa đã làm những gì. Nhưng mọi thử nghĩ xem, sư phụ có khi nào vô duyên vô cớ sai phái ông ta đến bên cạnh cha muội có thể muội nói đúng rằng không thể chút mọi tội lỗi lên đầu sư phụ nhưng tiểu yêu ơi mỗi khi nghĩ đến việc cha ta có thể không phải chết mẹ ta không phải tự vẫn trước mặt ta bà nội có thể sống thêm vài năm nữa cô hành không phải ra trận muội không phải xa ta thì ta hơi thở của chuyên húc ngày càng trở nên nặng nhọc thì ta không thể coi ông ấy là sư phụ của mình được tiểu yêu mỏi mệt khép mắt nàng cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại hơi thở khó khăn chuyên húc nói ngày trước sư phụ thường bảo ta con không cần cảm ơn ta ta nợ thanh dương a hành và cha con ta chưa bao giờ coi những lời đó là thật thậm chí ta đã nghĩ tấm lòng của sư phụ thật bao la cho đến khi lên ngôi và điều tra ra những chuyện này Ta mới thực sự hiểu, sư phụ không nói sai. Tiểu Yêu vẫn nhớ rõ, hôm đó, trên sông xích Thủy, nàng quỳ lại tạ ơn phụ vương đã cứu nàng và người bảo rằng: "Đây là món nợ của ta với Thanh Dương, xương ý và mẹ con." "Tiểu Yêu, ta không bao giờ quên ông ấy là sư phụ của mình, nhưng ta cũng không thể quên." "Tiểu Yêu, muội còn nhớ con dao găm đó?" "Con dao găm bác gái đã dùng để tự vẫn." Con dao găm ấy là cơn ác mộng hàng đêm của Chuyên Húc, nhưng ngày nào hắn cũng dắt bên mình. Ừ. Chuyên Húc cười mỉa. Sư phụ đã tự tay rèn nó làm quà cưới tặng cha mẹ ta. Mẹ dùng nó để tự vẫn, vì mẹ hận ông ấy. Huynh tấn công Cao Tân vì hận ông ấy. Không phải. Ân oán giữa ta và ông ấy rất song phẳng. Nay ông ấy là Tuấn Đế Cao Tân, còn ta là Hắc Đế Hiên Viên, ta quyết định tấn công chỉ bởi vì ta là bậc đế vương. Tiểu yêu nói, ở đó có nhục thu, câu mang, những người lớn lên cùng huynh và còn cả an niệm, người gắn bó với huynh từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành. chuyên húc, huynh có nghĩ đến cảm xúc của họ. nhục thu, câu mang là những người đàn ông, dù phải đứng ở vị trí đối đầu với ta, họ sẽ hiểu quyết định của ta. còn a niệm, có lẽ muội ấy sẽ căm ghét ta. Tiểu Yêu, ta chưa từng nghĩ đến cảm xúc của họ, cũng không bận tâm, ta sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Nếu huynh không buồn quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi thì huynh đi đi, tôi không muốn thấy mặt huynh. Từ nay về sau, huynh đừng đến Tiểu Nguyệt Đỉnh nữa. Tiểu Yêu chạy vào gian trong, đổ người xuống giường, kéo chăn bịt đầu lại. Tiểu Yêu, Tiểu Yêu. Chuyên húc đập cửa, căn phòng im phăng phắc chỉ cần đẩy mạnh là cánh cửa sẽ bật mở nhưng hắn không dám xông vào chuyên húc mệt mỏi gục đầu vào cánh cửa khẽ nói ta rất xem trọng cảm nhận của muội chính vì coi trọng cảm nhận của tiểu yêu nên hắn mới chỉ hoãn kế hoạch tấn công mà lẽ ra đã phải được tiến hành từ ba năm trước và hắn nhất quyết tìm mọi cách cắt đứt quan hệ cha con giữa tuấn đế và tiểu yêu bất chấp hành động ấy có thể khiến tuấn đế nghi ngờ và đoán ra ý đồ của hắn sau quyết định này là một cuộc chiến vô cùng gian nan cam gâu hao người tốn của vô số chuyên húc không dám vào phòng nhưng cũng không muốn bỏ đi hắn ngồi dưới nền đất tựa lưng vào cửa buồn bã hướng mắt về vùng sâu tối vô tận của đêm đen lúc nào hắn cũng sáng suốt và đam mưu túc trí trong mọi tình huống nhưng lúc này đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng hắn không nghĩ được điều gì hắn nhớ lại những chuyện quá khứ xa xưa hắn nhớ hồi nhỏ khi mới gặp nhau hắn và tiểu yêu không hề thân thiết vui vẻ tuy là con trai nhưng lúc đánh nhau hắn thường thua nhóc tiểu yêu tinh quái đanh đá khi ấy hắn đã hậm hực tìm cách trả thù và tống cổ tiểu yêu đi chỗ khác nhưng dần dần hai anh em đã trở nên thân thiết hơn sau khi cha mẹ qua đời đêm nào tiểu yêu cũng ở bên động viên an ủi hắn lúc hắn gặp ác mộng tiểu yêu thường hôn lên chán hắn và hứa rằng muội sẽ ở bên huynh mãi mãi hắn không tin bảo rằng muội phải đi lấy chồng rồi muội sẽ rời khỏi đây tiểu yêu vội bảo muội sẽ không lấy ai khác ngoài huynh muội không đi đâu cả từ ngũ thần sơn đến hiên viên sơn rồi từ hiên viên sơn đến thần nông sơn tiểu yêu luôn ở bên hắn qua mỗi bước gian nan dù xảy ra chuyện gì dù hắn có thế nào tiểu yêu vẫn kiên trì đứng về phía hắn, ủng hộ hắn. Tiểu yêu đã lấy thân mình che chắn cho hắn khi hắn bị ngu cương ám sát. Tiểu yêu đã thức trắng đêm cùng hắn trong hầm tối, trong suốt chuỗi ngày hắn cai nghiện. Tiểu yêu sẵn sàng chịu đau và cự tuyệt lời đề nghị của Kim Huyên, dùng dây thừng trói hắn lại, dù tiểu yêu biết rõ, chỉ cần nàng đề nghị, hắn không từ nan. Nửa đêm, tiểu yêu nghĩ rằng chuyên húc đã rời đi, nàng mở tung cửa sổ, lặng nhìn đêm tối. Chuyên hút không đoán được nàng đang nghĩ gì, có phải nàng đang nghĩ về những ngày tháng trên ngũ thần sơn? Một người thu mình nơi ngưỡng cửa, một người tựa bên cửa sổ, cách nhau chỉ vài bước chân, họ cùng đắm chìm trong bóng đêm thâm u, xương răng lạnh bút suốt đêm trường. Vừng đông ló dạng, tiêu tiêu xuất hiện giữa màn sương sớm, nàng quỳ trước nhà trúc tiểu yêu cứ ngỡ tiêu tiêu hành lễ với nàng, vội giơ tay, cho phép nàng đứng lên. Nhưng tiêu tiêu bỗng nói. Xin mời bệ hạ quay về đỉnh tử kim, các vị đại thần đã có mặt. Tiểu yêu sững sờ, trong ánh sáng lờ mờ, nàng trông thấy chuyên húc bước ra. Huynh ấy đã ngồi cả đêm ngoài cửa phòng nàng ư. Tiểu yêu cúi đầu để không phải nhìn thấy hắn. Chuyên húc lẳng lặng lên tọa kỵ, tiêu tiêu vội kìm cương tọa kỵ thưa xin bệ hạ hãy đi rửa mặt tiểu yêu ngẩng lên đúng lúc chuyên húc cũng vừa quay đầu lại cả hai cùng sững sờ khi bốn mắt giao nhau tối qua tiểu yêu đã ném cốc rượu vào chuyên húc hắn vội vàng nên chỉ lao quệt qua loa những vệt trắng đỏ đan xen gương mặt hắn lúc này mới thật đặc sắc nhưng chuyên húc đã quên bẵng với bộ dạng này mà quay về đỉnh tử kim ai trông thấy hắn chắc sẽ sợ chết khiếp Tiểu Yêu mở cửa, nói với Tiêu Tiêu: "Vào buồng tắm lau mặt đi." Tiêu Tiêu chưa kịp trả lời, Chuyên Húc đã giảo bước vào buồng, như thể lo sợ Tiểu Yêu sẽ rút lại câu nói ban nãy. Trong tủ vẫn treo bộ đồ cũ của Chuyên Húc, Tiểu Yêu lấy ra đưa cho Tiêu Tiêu. Gian kế bên có khăn sạch trên giá gỗ. Chuyên Húc vội vã tắm gội qua loa, thay y phục, chỉnh trang lại đầu tóc, mũ áo, bôi thuốc rồi mới bước ra. Tiểu Yêu đứng trong sân, nghe tiếng bước chân của Chuyên Húc, nàng quay lại nhìn, thấy vết bầm tím trên trán hắn, hẳn là do cốc lưu ly gây nên. Khi nãy gương mặt hắn lấm lem nên không thấy rõ, lúc này thì rõ mồn một. Tối qua, vì quá tức giận, Tiểu Yêu đã ném chiếc cốc rất mạnh, Chuyên Húc chảy khá nhiều máu. Tuy hắn đã bôi thuốc, nhưng linh dược chỉ giúp vết thương lành lại mà không thể khiến vết bầm tím tiêu tan ngay tức khắc. Chuyên Húc cười, bảo: "Không sao đâu, vài hôm sẽ hết." Tiểu Yêu cúi đầu, đi lướt qua Chuyên Húc, vào nhà. Chuyên Húc đứng lặng một lúc mới quay người lên tọa kỵ, bay về đỉnh Tử Kim. Vết thương trên trán Chuyên Húc khiến các cung nữ, phi tần trong cung Tử Kim choáng váng, hoảng sợ, cũng khiến Triều Thần băn khoăn, nghi ngại chuyên húc không giải thích, cũng không ai dám gạn hỏi. Ai nấy đều thận trọng dò la tin tức thông qua đám người hầu. Câu trả lời của tiêu tiêu là, bệ hạ ngủ gật va đầu vào bàn. Tất cả mọi người đều biết thời gian qua chuyên húc đã rất vất vả, mệt mỏi, nên ai nấy đều tin lời giải thích của tiêu tiêu. Duy có hoàng hậu hình duyệt thì không. Nhưng hình duyệt thà tin lời giải thích ấy hơn là phải tin vào suy đoán của mình. Vì sự suy đoán của nàng khiến nàng vô cùng sợ hãi. Hoàng đế rời khỏi phòng ngủ, thấy cảnh vẫn ngồi ngay ngắn trên giường trúc. Chăn gối vẫn gọn gàng nguyên trạng như tối qua, chỉ có bàn cờ là khác trước, rõ ràng đêm qua cảnh đã thức trắng đêm và một mình chơi hết nửa ván cờ. Hoàng đế cúi nhìn cuộc cờ, ôn tồn bảo, "Chuyên húc là bậc đế vương, nó cho phép tiểu yêu ném cốc vào nó, sẵn lòng xuống nước xin tiểu yêu tha thứ." nhưng nó chưa hẳn cho phép người ngoài chứng kiến tình cảnh thê thảm của nó từ nhỏ chuyên húc và tiểu yêu đã trải qua nhiều sóng gió thăng trầm đôi khi đối với chúng ta cũng chỉ là người ngoài cảnh cung kính thưa thân hiểu tạ ơn bệ hạ che chở hoàng đế nói ngươi là người thông minh nên nhớ cứng nhắc sẽ hỏng chuyện cảnh thưa thần xin ghi nhớ Hoàng đế cười, bảo. Đi thăm tiểu yêu đi, rồi cùng ăn sáng. Tiểu yêu vừa tắm gội xong, nàng ngồi trải đầu bên song cửa. Đang vấn tóc, cải châm thì nhìn trong gương thấy cảnh cất bước giữa thung lũng, hướng về nơi ở của nàng. Tay chắp sau lưng, chân dẫm trên xương sớm, chàng chậm chậm lại gần song cửa nhà nàng. Thấy chàng vẫn mặc bộ đồ cũ, tiểu yêu biết hôm qua chàng đã ở lại tiểu nguyệt đỉnh tối qua chàng nghỉ ở đâu ta nghỉ nhờ một đêm trong phòng hoàng đế bệ hạ cảnh trao cho tiểu yêu một bó hoa hàm tiếu màu xanh lam những cánh hoa mơn mởn còn ngậm sương đêm tiểu yêu hít hà hương hoa ngạc nhiên vui thích thơm quá nàng bỏ châm cài xuống trỏ tay vào búi tóc trên đầu xoay người lại đầu cúi thấp hoa hàm tiếu thơm lâu hương hoa dìu giặt thấm vào lòng người bông hoa chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, cài tóc có vẻ không hợp. Cảnh ngẫm ngợi một lát, chọn ra một cành hàm tiếu, uốn thành nửa vòng châm, cài lên tóc tiểu yêu. Xong rồi. Tiểu yêu cầm gương lên soi, cành hoa hàm tiếu uốn thành hình trăng lưỡi liềm bên phải búi tóc nàng, giống hệt một chiếc châm ngọc hình vành trăng tuyệt đẹp. Nhưng châm ngọc quý giá nhất trên thế gian cũng đâu thể tỏa ra được thứ hương thơm làm say lòng người thế này tiểu yêu đặt gương xuống, nói. Cảm ơn chàng, không phải chỉ vì hoa này mà còn vì em đã gây ra nhiều phiền toái cho chàng. Cảnh cốc nhẹ vào chán tiểu yêu. Ai từng nói với ta, muốn chọn đời bên nhau thì hãy chăm sóc nhau. Tiểu yêu cúi đầu, giọng buồn bã. Cảnh, em phải làm gì bây giờ? Nàng nghĩ nàng có đủ khả năng buộc hắc đế bệ hạ rút quân không? tiểu yêu lắc đầu nàng rất hiểu chuyên húc không ai có thể ngăn cản hắn giành lấy thứ hắn muốn vậy nàng có muốn đứng về phía cao tân giúp họ chống lại hiên viên không tiểu yêu lắc đầu em chỉ am hiểu y thuật và độc thuật ngoài ra em nào có tài cán gì vả lại tuy không thích chuyên húc làm vậy nhưng em không bao giờ giúp người khác chống lại huynh ấy tiểu yêu đây là chuyện của các bậc đế vương nàng chẳng thể can thiệp nhưng một người là người thân thiết nhất của em, một người có công nuôi dưỡng em. Lẽ nào bảo em, thờ ơ nhìn họ đánh nhau sao? Nàng không thờ ơ mà là đau khổ. Đồ sơn cảnh. Tiểu yêu chừng mắt nhìn cảnh. Chàng đang đùa giỡn với em đấy ư? Chàng có biết đêm qua em đã chằn chọc suốt đêm không? Cảnh véo má tiểu yêu. Không nên lúc nào cũng nghĩ mọi việc theo hướng tồi tệ như vậy cuộc chiến này chẳng thể kết thúc trong vòng 10, 20 năm đâu. Nước hiên viên ngày nay không giống hiên viên năm xưa, hắc đế cũng không giống hoàng đế. Tuấn đế cũng không phải si vưu năm xưa. Hoàng đế đứng ngoài cửa, cao giọng. Hai người định sẽ dùng bữa hay tiếp tục thì thầm nhỏ to thế. Tiểu yêu ngượng ngùng, đáp. Ăn cơm thôi. Xong bữa sáng, cảnh xuống núi. Tiểu yêu ngồi ngẩn ngơ dưới hiên nhà, Hoàng để đề mặc nàng. Tiểu yêu ngồi vẩn vơ đến tận trưa, rồi nàng đột nhiên bật dậy, vớ lấy cây cung, lao vào rừng, tập bắn tên suốt hơn hai canh giờ, mãi đến khi mệt mỏi rã rời, nàng mới quay về, bỏ lên giường và thiếp đi. Buổi tối, lúc chuyên hút ghé thăm, Tiểu yêu vẫn đang say ngủ. Tỉnh giấc nàng căn dặn miêu phủ từ nay nàng sẽ ăn tối một mình và nghỉ đêm ở cung điện trương nga chuyên húc đến thăm mà không gặp được tiểu yêu nhưng hắn không tỏ ra bực bội hay thất vọng hắn vẫn bình thản trò chuyện với hoàng đế một lúc rồi lẳng lặng ra về đúng như cảnh dự đoán cuộc chiến giữa hiên viên và cao tân không thể phân thắng thua trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi phát lệnh tấn công chuyên húc bố cáo thiên hạ không cho phép binh lính gây thương tổn cho dân thường Thời gian đầu cuộc chiến, quân đội hiên viên chiếm thế thượng phong, nhưng càng tiến sâu vào lãnh thổ cao tân, quân đội hiên viên vấp phải sự kháng cự ngày một quyết liệt của người dân nước này. Các cánh quân dưới trướng phong long, ngu cương và hiến dũng mãnh là thế, vũ khí trong tay sắc nhọn là thế, nhưng họ lại không được phép đả thương dân thường cao tân, nên lợi thế vốn nghiêng về hiên viên nay đã xoay chuyển hoàn toàn. Chuyên Húc sớm đã chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ và đã căn dặn Phong Long từ lâu. Nên, Phong Long không nôn nóng thúc đại quân tiến sâu hơn nữa vào lãnh thổ Cao Tân, mà dồn tâm trí và sức lực vào việc kiến thiết và ổn định các thành trì đã chiếm được. Tháng 5 vốn là mùa lũ ở Cao Tân, mưa bão chút xuống khắp nơi trên mảnh đất này, lũ lụt là điều không thể tránh khỏi. Phong Long lớn lên ở đất Xích Thủy, từ nhỏ đã tận mắt chứng kiến thảm họa vỡ đê. Nước lũ tràn vào, cuốn trôi cả thôn làng. Được sự chỉ dạy tận tình của ông nội, hắn chăm chỉ học cách khơi thông dòng chảy để dẫn lũ và xây đập kè đê để chống lụt. Trước mùa lũ ở Cao Tân, Phong Long điều động một đội anh em bà con người Sích Thủy, những người giỏi trị thủy đến Cao Tân, phân họ đến các đội quân làm nhiệm vụ canh giữ các thành trì, để chỉ đạo quân đội hiên viên tại các thành trì đó giúp dân chúng địa phương khơi thông sông suối thoát lũ và đắp đê, sửa kè chống lụt dân chúng cao tân lúc đầu tỏ rõ thái độ phản đối dần dần họ nhận thấy đám binh lính này không giết hại dân lành không phóng hỏa đốt nhà trái lại bọn họ rất mực cần cù lao động ngoài việc bất đồng ngôn ngữ họ chẳng khác nào những thường dân cao tân khác mùa mưa lũ sắp đến gần để bảo vệ mùa màng ruộng nương và già trẻ lớn bé trong gia đình họ không thể từ chối sự giúp đỡ của binh lính hiên viên tuy tiến quân vào sâu trong lãnh thổ cao tân nhưng nhờ có xích thủy và kinh độ lương thực vẫn được cung cấp đầy đủ cho quân đội hiên viên bằng đường sông quân đội cao tân không làm cách nào lấy lại được những thành trì đã bị hiên viên chiếm đóng nhưng càng xuôi xuống phía nam thời tiết càng nóng bức oi nồng thêm vào đó mùa mưa sắp tới tuy phong long không lạ lẫm với kiểu thời tiết nóng ẩm này nhưng nhiều binh lính hiên viên khó thích nghi với điều kiện khí hậu nơi đây bởi vậy quân hiên viên không thể tiếp tục công phá chiếm đóng, quân đội hai nước rơi vào trạng thái rằng co căng thẳng. Tiểu yêu tìm mọi cách tránh né chuyên húc, nhưng nàng không thể trốn tránh cuộc chiến tranh đang diễn ra ngoài kia. Vẫn biết chẳng có cách gì xoay chuyển cục diện hiện tại, nhưng nàng vẫn nôn nóng nghe ngóng tin tức. Phong Long hiện đang ở đâu? Gần đây có trận đánh lớn nào không? Cảnh trêu đùa. Nàng hãy cẩn trọng nếu người khác nghe thấy những lời này lại tưởng nàng đã hối hận vì hủy hôn với phong long và vẫn ngày đêm thương nhớ huynh ấy tiểu yêu cười không được khóc không xong nàng tức giận xông vào nện cảnh chàng vừa né đòn vừa diễn vẻ nghiêm túc nói phong long bây giờ là đại tướng quân tương lai rộng mở quyền cao chức trọng hơn rất nhiều gã tộc trưởng tép diêu là ta nàng hãy nói thật lòng cho ta biết nàng có hối hận không phong long vẫn chưa cưới vợ nếu bây giờ nàng đổi ý, vẫn còn kịp đó. Tiểu yêu những muốn véo miệng cảnh thật đau, nhưng nàng không tóm được chàng, đành nghiến răng nghiến lợi. Trước kia nghe người ta nói công tử Thanh Khâu phản ứng nhanh nhạy, khôi hài hoạt ngôn, em chẳng tin, thậm chí còn cho rằng bọn họ châm chọc chàng. Bây giờ em thấy hối hận rồi, hối hận không phải vì tiền đồ của phong long tươi sáng, mà vì em nhận ra chàng là tên xấu xa, đáng ghét cảnh sát lại gần tiểu yêu vậy làm sao để trở thành một người tốt bây giờ ta cho nàng đánh một đòn nhé tiểu yêu ngoảnh đi vênh mặt lên trời không thèm cảnh chạy ra trước mặt nàng hai đòn nhé hứ tiểu yêu lại quay mặt sang hướng khác ba đòn nhé tiếng cười của hoàng đế vọng tới tiểu yêu và cảnh vội vã đứng cách xa nhau hoàng đế hắng giọng nói ta đến uống miếng nước hai người cứ tiếp tục vui vẻ đi vui vẻ gì đâu chàng bắt nạt cháu thì có tiểu yêu đỏ mặt vội chạy lại rót một cốc nước mời hoàng đế hoàng đế nhìn nàng mỉm cười ta thấy thế cũng tốt lúc cảnh không ở đây cháu ủ rũ buồn chán cậu ta vừa đến cháu đã vui cười hớn hở tiểu yêu liếc nhìn cảnh rồi thinh lặng. Tháng 5, Cao Tân bước vào mùa mưa, đối với quân đội hai nước, mùa mưa có nghĩa là chiến tranh tạm ngừng. Đối với cảnh, thời gian để tăng vợ đã hết, và chàng có thể nghị bàn hôn sự. Một buổi chiều nọ, cảnh đến tiểu nguyệt đỉnh thăm tiểu yêu, chàng nói với nàng. Chúng ta ra ngoài đi dạo nào? Tiểu yêu đang bận rộn sắp xếp lại những ghi chép về y thuật của các bậc tiền nhân, nàng đã thấm mệt, nên vui vẻ nhận lời. Hai người rời thung lũng thuốc, cảnh triệu gọi bạch hạc, mời tiểu yêu lên lưng chim. Tiểu yêu cười, bảo. Em cứ nghĩ chúng ta chỉ đi dạo quanh tiểu nguyệt đỉnh thôi. Chàng định đưa em đi đâu? Cảnh chỉ mỉm cười không nói. Bạch hạc đưa họ bay qua các đỉnh núi. Lát sau, tiểu yêu nhìn thấy thảo ao lĩnh giữa mây mù răng răng, vách núi dựng đứng. Bạch hạc đậu bên đầm nước, tiểu yêu rời khỏi lưng hạc, nhìn ngôi nhà cỏ và nói. Có lúc em cảm thấy mọi thứ đều đã được sắp đặt bởi số phận. Cảnh kéo nàng ngồi xuống. Ta có chuyện này muốn bàn với nàng. Tiểu yêu cúi xuống, nghịch nước, hờ hững đáp. Chàng nói đi. Vùng Hán Thủy có câu ca rằng, dịu dàng thục nữ, quân tử hảo cầu trang nam nhi nào đến tuổi thấu hiểu câu ca này cũng đều không ngừng mơ tưởng về người vợ tương lai của mình thời trai trẻ ta thường hay tưởng tượng về cô gái đó cô ấy hẳn là có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn tính tình hiền dịu nết na lại tinh thông cầm kỳ thi họa giỏi theo thùa đan lát không quá kiệm lời nhút nhát nhưng cũng không nhiều chuyện lắm điều cô ấy sẽ rất đảm đang tháo vát khéo léo chu đáo và thật tuyệt nếu cô ấy am hiểu đôi chút về công việc buôn bán để khi ta nhắc tới những việc trong gia tộc cô ấy không đến nỗi không hiểu gì tiểu yêu âm thầm so sánh với những phẩm chất của bản thân và sắc mặt nàng ngày càng trở nên khó coi khi mẹ hỏi ý kiến ta về việc lựa chọn người vợ tương lai ta đã thưa với người về những suy nghĩ của mình tiểu yêu sốt ruột hỏi mẹ chàng có bảo chàng là kẻ mơ mộng hão huyền không Cảnh mỉm cười, đáp: "Mẹ nói, có gì khó đâu. Dung mạo vốn do trời sinh, còn những tố chất khác đều có thể trau rồi, tôi luyện. Bất kể gia tộc nào, dù là bình thường đi nữa, nếu muốn con gái mình được gả vào nơi danh giá, tử tế, đều sẽ nuôi dạy chúng đến nơi đến chốn, chưa nói con gái của các dòng họ lớn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, cô ấy có thật lòng với con hay không?" Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, Cảm thấy những tiêu chuẩn cảnh đưa ra nghe có vẻ cao xa, nhưng thực chất không khó đạt được, bởi vì yêu cầu của chàng chỉ là biết một chút, chàng không đòi hỏi người vợ tương lai phải tài ba lỗi lạc, lừng danh thiên hạ như chàng. Cảnh nói. Nhưng không ngờ, ta lại gặp nàng. Tiểu Yêu nhăn mũi, tức giận. Gặp phải em thì sao nào? Ừ thì em không sắc nước hương trời, không nhã nhặn trầm tĩnh, không giỏi cầm kỳ thi họa chẳng biết gì về nữ công gia tránh, nhưng lại rất thạo chế thuốc độc hại người. Em lắm lời nhiều chuyện, chỉ lẩm bẩm một mình cũng có thể liến thoáng vài canh giờ. Em không biết cách ăn mặc, trang điểm, không đảm đang, tháo vát, lại chúa ghét việc gây dựng các mối quan hệ, càng không biết gì về kinh doanh, buôn bán. Cảnh gật đầu. Đúng là như vậy. Tiểu yêu phụng phịu, nắm chặt nắm đấm, bừng bừng tức giận, cắm mặt xuống đất nhưng gặp nàng ta mới hiểu ra điều này khi anh gặp được người anh yêu thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa cảnh âu yếm nhìn tiểu yêu nàng không nhã nhặn trầm tĩnh nhưng một mình ta trầm tĩnh là đủ ta cần nàng hoạt ngôn vui vẻ nàng không hề dịu dàng động một cái là thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhưng khi nàng gội đầu cho ta bón thuốc cho ta nàng mới tỉ mỉ chu đáo kiên trì nhẫn nại làm sao Nàng không giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng đã có ta lo khoản đó, mà như thế, ta càng có nhiều cơ hội để thể hiện với nàng. Nàng không thạo nữ công gia tránh cũng chẳng sao, vì ta đâu cần cưới một cô thợ theo thùa. Chỉ cần bỏ ra một trăm đồng là có thể mua một cô thợ theo khéo tay nhất đại hoang. Nàng không biết kinh doanh thì đã có ta lo, ta thừa sức nuôi nàng. Nàng không hiểu về buôn bán, nhưng nàng rất hoạt ngôn, nên hàng nghìn năm sau, ta và nàng cũng không sợ hết chuyện để nói với nhau và vì vậy ta cũng không cần phải đem chuyện gia tộc ra kể lể với nàng nàng ngại giao thiệp vậy càng hợp ý ta ta những mong có thể giấu nàng ở nơi kín đáo nhất để không ai thấy nàng không ai cướp nàng đi tiểu yêu đổi sắc mặt nàng nghiêng đầu nhìn cảnh cảnh mỉm cười tiếp tục tiểu yêu khi nãy nàng nói rất đúng nàng không phải cô gái sắc nước hương trời mà là tiểu yêu nhăn mũi cảnh chạm nhẹ ngón tay vào cánh mũi nàng thế gian muôn tía ngàn hồng phong lưu nào sánh má hồng là em tiểu yêu chợt đỏ bừng mặt nàng đứng dậy định bỏ đi hôm nay chàng làm sao vậy toàn nói những lời lạ lùng cảnh kéo tiểu yêu lại không biết tự khi nào xương trắng răng mở bốn phía từng gốc đào từ từ đâm trồi nảy lộc vươn cành kết nụ nở hoa sắc hoa thắm đỏ. Chỉ một lát sau, hàng ngàn hàng vạn bông hoa đào cùng bừng nở, đua nhau khoe sắc, rực rỡ tựa dáng chiều, sắc đỏ như son. gió nhẹ thổi tới, cánh hoa là tả bay. vẫn biết cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh do cảnh tạo ra, nhưng tiểu yêu vẫn không kìm nổi lòng. nàng chìa tay ra, cảm nhận vẻ đẹp rực rỡ, sán lạn của những cánh đào ấy. cảnh nói, đây là nơi cha nàng từng sống hôm nay ta đưa nàng đến đây vì muốn thưa với cha mẹ nàng, đồ sơn cảnh ở thanh khâu muốn cưới Tây Lăng Cửu Giao làm vợ. Tiểu yêu sững sờ. Cảnh hỏi. Tiểu yêu, nàng bằng lòng lấy ta không? Năm xưa, khi một mình đối diện với Phong Long trong mật thất để bàn bạc chuyện kết hôn, nàng không hề có cảm giác thẹn thùng, xấu hổ. Vậy mà lúc này, nàng vừa ngượng ngùng, vừa giận dỗi, chỉ muốn chạy biến. Nàng lau bào chàng muốn hỏi cưới thì phải đi gặp ông ngoại và chuyên húc chứ. Ta sẽ đi gặp họ, nhưng trước hết, ta muốn hỏi nàng, nàng có bằng lòng lấy ta không? Hoa đào tung bay dợp trời, răng mắc giữa không gian tựa mưa bụi giang nam. Tiểu yêu bỗng thấy như cha mẹ nàng đang mỉm cười nhìn nàng. Em bằng lòng. Tiểu yêu vùng thoát khỏi bàn tay cảnh, trốn vào trong lều cỏ, hai má nóng bừng, tim đập thình thịch, Nàng soi gương thấy mình như người vừa uống rượu, mặt đỏ tựa gấc chín. Nàng đưa hai tay lên ôm mặt, tức tối trách móc hình ảnh phản chiếu trong gương. Có vậy mà cũng đỏ mặt. Tối hôm đó, vừa ghé Tiểu Nguyệt Đỉnh đã trông thấy Tiểu Yêu, Chuyên Húc rất đỗi vui mừng. Hắn mỉm cười với cảnh, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện với Tiểu Yêu, ngay cạnh hoàng đế. Cảnh cung kính vái hoàng đế và Chuyên Húc, rồi thưa Thần muốn cưới tiểu yêu, cúi xin hai vị cho phép. Chuyên Húc giật mình, ngoảnh nhìn tiểu yêu. Lần trước, khi Phong Long cầu hôn nàng, tiểu yêu tỏ ra hoang mang, kinh ngạc. Nhưng lần này, nàng cúi đầu bẽn lẽn, e thẹn, ánh mắt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Chuyên Húc thấy mình như đang ngồi trên đỉnh núi hoang vu lạnh lẽo, thân xác còn đó, nhưng con tim hắn đã bay ra khỏi lồng ngực, trôi ngược dòng thời gian rằng rạc điểm lại những hình ảnh của quá khứ xa xưa. Tuổi thơ bất hạnh khiến hắn sớm trưởng thành và trở nên già dặn. Tuy không thiếu những lần phải sắm vai gã lãng tử trốn phong lưu, nhưng trái tim sắt đá của hắn chưa bao giờ rung động trước bất cứ bóng hồng nào. Khi ai đó bông đùa truy hỏi rốt cuộc hắn muốn một người phụ nữ ra sao, hắn thường nhớ lại kỷ niệm thuở nhỏ, khi tiểu yêu ôm hắn và bảo rằng muội sẽ không lấy ai khác, muội sẽ lấy huynh để mãi mãi ở bên huynh. Hôm đầu tiên đón tiểu yêu trở về từ giao trì, hắn chằn chọc suốt đêm, không sao chợp mắt nổi. Bởi vì trước mắt hắn tràn ngập hình bóng tiểu yêu, ngày nàng còn bé, nàng của hiện tại, nàng cải trang thành nam giới, nàng vận đồ thiếu nữ. Hình ảnh nào của nàng cũng khiến hắn vừa mừng vừa tủi. Hắn không còn là chú nhóc măng non, nên hắn biết rõ điều gì đang xảy ra với mình. Nhưng, hắn có thể làm gì? Một kẻ không có lấy một căn nhà của riêng mình thì không đủ tư cách. Một kẻ không biết ngày mai sống chết ra sao, có thể bị ám sát bất cứ lúc nào thì không đủ tư cách. Hắn còn nhớ rất rõ, ngày cô Hành đưa tiểu yêu tới Ngọc Sơn, hắn đã cầu xin cô để tiểu yêu ở lại, hắn khẩn thiết van nài và hứa rằng. Cháu sẽ chăm sóc tiểu yêu, cháu không nề hà. Cô hắn chỉ mỉm cười, đáp. Nhưng lúc này cháu không đủ khả năng để tự bảo vệ mình, thì làm sao bảo vệ được tiểu yêu? Chỉ e không nề hà là chưa đủ. Hắn từng hạ quyết tâm, phải mau mau trưởng thành, khi nào đủ khả năng bảo vệ tiểu yêu, hắn sẽ đến Ngọc Sơn đón nàng về. Nhưng mấy trăm năm sau, khi nàng đã trở về bên hắn, hắn vẫn không đủ khả năng chăm lo cho nàng. Hắn đành thầm nhủ. Người không thể bảo vệ cô ấy thì không đủ tư cách. Khi ấy, Tiểu Yêu đã nảy sinh tình cảm với cảnh, nhưng nàng chưa yêu cảnh, càng không có cảm xúc gì với Phong Long. Nhưng vì những gã đàn ông ấy là người nhà Đồ Sơn, người nhà Xích Thủy, họ đủ tư cách hơn hắn, nên hắn vừa nhượng bộ, vừa muốn lợi dụng bọn họ. Hắn để mặc bọn họ đến gần Tiểu Yêu. Lúc ở thành Hiên Viên, nguy hiểm rình rập bốn phía, cảnh lặn lội đường xa vạn dặm tìm đến, nhưng Tiểu Yêu kiên quyết không chịu gặp cảnh. Lúc trên núi Hiên Viên, hắn giữ chặt dây cương của Tiểu Yêu, để nghị nàng đi gặp cảnh. Trong đời mình, hắn từng bị rất nhiều kẻ sỉ nhục, nhưng chưa bao giờ hắn thấy hổ thẹn với lòng mình. Vậy mà lần đó, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã và hổ thẹn. Tiểu Yêu đi gặp cảnh, hai người ở bên nhau cả đêm, còn hắn ngâm mình trong nước lạnh thấu xương suốt đêm, nhưng nước lạnh không giúp hắn làm dịu nỗi đau đớn trong tâm can càng không thể giúp hắn gột sạch nỗi nhục nhã và hổ thẹn. Hắn muốn xông vào phòng, tống cổ cảnh ra ngoài, nhưng hắn biết mình không thể làm vậy. Trước phủ đệ của Thùy Lương, tiểu yêu lấy thân mình che chắn cho hắn, hình ảnh đó lúc nào cũng hiển hiện trong tâm trí hắn và hắn biết mình không đủ tư cách. Ngày đó, nhận được sự trợ giúp hết mình của Phong Long và Cảnh, hắn đã đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình, chọn thần nông Sơn, từ bỏ hiên viên Sơn khi hắn ăn chơi xa đọa say sương nghiện ngập, buông thả bản thân với đám thủy lương điên điên khùng khùng, chỉ một mình hắn biết rằng, không phải hắn đang diễn kịch hoàn toàn. Sự thực là, hắn đã vô cùng đau khổ, hắn muốn giải tỏa, muốn quên đi. Bởi vì hắn hiểu rõ, khi ấy hắn không chỉ từ bỏ hiên viên Sơn, mà còn từ bỏ cả tiểu yêu của hắn. Đến thần nông Sơn, tiểu yêu ngày càng đi lại thân thiết với cảnh, Hắn âm thầm nhắc nhở bản thân mình hết lần này đến lần khác, hãy là một người anh trai mẫu mực. Chỉ cần huynh muội họ vẫn sống, chỉ cần Tiểu Yêu được vui vẻ, những thứ khác không quan trọng. Hôm đó, từ Thanh Khâu trở về, Tiểu Yêu ngã vào lòng hắn, thổ huyết lên áo hắn, hắn cảm thấy như có ai đâm dao vào tim mình. Tiểu Yêu ngã bệnh vì cảnh, đêm đêm hắn thức canh nàng. Bao đêm trường tịch mịch, hắn ngồi đó ngắm nhìn tiểu yêu rơi lệ trong giấc ngủ mà lòng quặn thắt. Hắn căm giận tên đồ sơn cảnh không biết trân trọng nàng, nhưng hắn còn căm giận bản thân mình nhiều hơn. Hoàng đế tuần tra trung nguyên, người dân hiên viên ai nấy đều đứng ngồi không yên, ông chú của hắn và hắn hoàn toàn trở mặt thành thù. Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, chỉ mới lúc trước còn nắm giữ quyền lực mút trời, muôn người ngưỡng vọng, nhưng rất có thể chỉ lúc sau sẽ thân bại danh liệt thịt nát xương tan, nên ngay cả hình duyệt cũng bắt đầu giữ khoảng cách với hắn. Đúng vào thời khắc quyết định ấy, tiểu yêu nhận lời lấy phong long. Ngay sau đó, cả bốn đại gia tộc quyết định đứng về phía hắn. Tuy tiểu yêu lúc nào cũng cười bảo, phong long là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng hắn hiểu rõ rằng, nếu không vì hắn, tiểu yêu chắc chắn sẽ không lấy phong long, dù nàng đã hoàn toàn cắt đứt với cảnh đi nữa hôn lễ của Phong Long và Tiểu Yêu đã định ngày, trong tim hắn có con mạnh thú đang không ngừng thét gào. Ông nội từng lựa lời khuyên hắn. Tiểu Yêu mong cầu một đời sống bình an, yên ổn, hãy tận dụng quyền lực của cháu để bảo vệ Tiểu Yêu, điều đó mới tốt cho Tiểu Yêu. Vì Tiểu Yêu ư, hắn đã kìm chặt dây cương để con mãnh thú không lao ra ngoài. Ngày Tiểu Yêu về nhà chồng, hắn thức trắng đêm, một mình ngồi dưới gốc phượng trên tiểu nguyệt đỉnh. Hoa phượng đung đưa trong gió, ghế dây đu vẹn nguyên như mới, nhưng người thưởng hoa, người ngồi ghế đã đi mất rồi. Hắn thầm nhắc nhở bản thân. Phong Long là lựa chọn tốt nhất. Hắn sẽ bảo vệ nàng suốt đời, hắn còn sống ngày nào, Phong Long đừng hòng bạc đãi nàng. Nhưng, khi nhận được tin tiểu yêu bỏ trốn khỏi hôn lễ, mây đen như tan biến hoàn toàn, bầu trời trở nên quang đãng hắn không kìm nổi niềm vui bất ngờ bật cười hà hê giữa rừng hoa phượng chuyên húc mỉm cười đưa mắt nhìn xung quanh hoàng đế và cảnh đều đang hướng mắt về phía hắn rõ ràng hoàng đế đã chấp thuận chỉ chờ hắn đồng ý nữa thôi tiểu yêu ngẩng lên nhìn hắn ánh mắt nàng đầy trông đợi chuyên húc mỉm cười nói với cảnh cậu hãy sắp xếp các vị trưởng lão trong họ đến gặp tộc trưởng tộc Tây Lăng xin làm thông gia đi. Cảnh thở phào nhẹ nhõm, chàng cúi người vái lại và cảm tạ. Tạ ơn bệ hạ. Cuối năm đó, họ Đồ Sơn và họ Tây Lăng nhất loạt tuyên bố về hôn sự của tộc trưởng tộc Đồ Sơn và Tây Lăng cửu giao. Đại hoang lại được phen chấn động, nhưng cả cảnh và tiểu yêu đều chẳng màng đến chuyện đó. Tiếp theo là giai đoạn mị bàn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ. Cảnh muốn hôn lễ được tổ chức càng sớm càng tốt. Việt trưởng lão tươi cười, bảo, từ nhỏ đến lớn tộc trưởng lúc nào cũng điềm đạm, làm việc gì cũng tỏ ra bình tĩnh, không khi nào cuống quýt, sao bây giờ lại sốt ruột làm vậy? Cảnh đáp, mọi người cho rằng ta sốt ruột, vội vã, nhưng sự thực là ta đã chờ đợi mấy chục năm trời. Việt trưởng lão biết cảnh si mê tiểu yêu, nên không trêu chọc chàng nữa, ông cười bảo. Tộc trưởng muốn vội cũng không vội được. Trên danh nghĩa, đây là cuộc hôn nhân thứ hai của tộc trưởng, về mặt nghi lễ thì không thể linh đình hơn cuộc hôn nhân trước đó, nhưng tộc trưởng có chịu vậy không? Dù tộc trưởng chấp thuận, tôi cũng không đồng ý. Hôn lễ có thể lo liệu ổn thỏa, với thực lực của nhà Đồ Sơn, khoảng thời gian một năm đủ để chúng ta chuẩn bị chu tất mọi sự nhưng tộc trưởng nghĩ xem chúng ta có cần phải trùng tu lại nhà cửa không đồ đạc trong nhà có cần thay mới không có cần xây một khu vườn thuốc cho tiểu thư tây lăng không theo tôi nên dỡ bỏ toàn bộ khu nhà người phụ nữ kia từng ở vứt bỏ hết những thứ cô ta từng dùng tu sửa và sắp đặt lại toàn bộ theo sở thích của tộc trưởng và tiểu thư tây lăng đây là một việc lớn và đòi hỏi sự tỉ mỉ bởi vậy chúng ta không thể vội được thưa tộc trưởng Cảnh nín thinh, Việt trưởng lão nói có lý, cưới hỏi đàng hoàng là phải vậy. Việt trường lão tiếp tục. Chính bởi lão biết tộc trưởng rất nặng lòng với tiểu thư Tây Lăng, nên mới nhắc nhở ngài, cưới xin vốn là việc lớn cả đời, không nên vì sự nóng vội mà để tiếc nuối về sau. Cảnh gật đầu. Việt trường lão dạy trí phải. Việt trường lão cười, bảo. Tộc trưởng cứ yên tâm, với tài lực của nhà Đồ Sơn, sẽ không để tộc trưởng phải chờ đợi quá lâu. Đến lúc đó, bảo đảm tộc trưởng sẽ được hài lòng tuyệt đối. Cành ngựa ngùng đáp lại. Quan trọng là tiểu yêu hài lòng. Việt trường lão cười vang. Được, lão hứa sẽ nghe ngóng thật kỹ sở thích của tiểu thư Tây Lăng. Hoàng đế ướm hỏi tiểu yêu về thời gian tổ chức hôn lễ. Tiểu yêu nhướng mắt ra ngoài cửa sổ, các thầy thuốc vẫn đang mệt mài với công việc, ngẫm ngợi một lát, nàng thưa. "Cháu muốn tổ chức hôn lễ sau khi công việc biên soạn sách y dược có được thành công bước đầu." Hoàng đế nói, "Việc này phải mất nhiều năm đó, cháu có chắc không?" Tiểu Yêu gật đầu. "Thần nông bản thảo kinh tồn tại trong đầu cháu hơn 400 năm, cuốn sách đã cứu mạng cháu, nhưng cháu chưa từng làm gì cho nó." Nói cách khác, cháu rất muốn làm một việc gì đó vì viêm đế người từng nếm thử hàng trăm vị thảo dược để rồi trúng độc mà chết dù thế nào cũng không nên để cuốn sách chứa đựng tâm huyết một đời của viêm đế trở thành công cụ mua danh kiếm lời của mấy tay lang băm hoàng đế thờ dài cháu lúc nào cũng bảo mình không giống mẹ kỳ thực cháu rất giống a hành tiểu yêu cao mày cháu không giống bà ấy hoàng đế phì cười Ư ừ thì không giống, không giống. Chiều hôm đó, Chuyên Húc ghé qua Tiểu Nguyệt Đỉnh và được nghe Tiểu Yêu thông báo quyết định của nàng về ngày thành hôn. Hắn mỉm cười, bảo: "Tốt lắm." Có lẽ vì sau khi đính hôn với Cảnh, Tiểu Yêu ý thức được rằng những ngày tháng ở lại Tiểu Nguyệt Đỉnh không còn nhiều nữa, cũng không còn nhiều thời gian kề cận bên Chuyên Húc nữa, cũng có lẽ vì cuộc chiến giữa Hiên Viên và Cao Tân không gây nên nhiều chết chóc, thương tổn như nàng nghĩ. Nếu nàng không để tâm, nàng hoàn toàn có thể không biết đến cuộc chiến đang diễn ra cách nàng hàng vạn dặm xa xôi ấy, thế nên Tiểu Yêu không tìm cách tránh mặt chuyên húc nữa. Hai người dần khôi phục mối quan hệ thân thiết như xưa, mỗi chiều muộn, chuyên húc lại ghé thăm, trò chuyện vui vẻ với nàng. Đông qua hè tới, những tháng ngày êm đềm trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã 8 năm cả vu Vư vương xứ cửu lê và tiểu yêu đều không tìm ra cách giải sâu độc tình nhân. Tiểu yêu có chút thất vọng, nhưng nàng không phiền lòng, vì loài sâu này đã sống trong cơ thể nàng 80 năm, nàng đã quen với sự tồn tại của nó, nên không lấy thế làm lo lắng. Nhưng cảnh thì khác, mỗi lần hay tin việc giải độc bị thất bại, chàng không khỏi thất vọng, lo lắng. Tiểu yêu cười khi, an ủi chàng. Nói là tâm ý tương thông, nhưng thực chất không thân mật đến mức ấy đâu thực tế là tương liễu có thể cảm nhận được một chút những cơn đau của em nhưng em hoàn toàn không cảm nhận được điều gì từ y vậy nên nói tâm ý tương thông là không đúng thực ra cảnh không bận lòng chuyện tiểu yêu và tương liễu tâm ý tương thông chàng chỉ lo lắng liệu hai người có cùng sống cùng chết nhưng chàng không thể giải thích để nàng hiểu nỗi lo ấy chàng đành mặc nàng hiểu lầm rằng chàng đang ghen tuông một ngày nọ tiểu yêu và miêu phủ vừa từ tiệm thuốc bước ra hai người vừa đi vừa trò chuyện trời nhá nhem tối phố xá tấp nập ai nấy đều vội vã trở về nhà giữa biển người đông đúc ấy không biết tại sao ánh mắt tiểu yêu bị hút theo bóng dáng của một công tử con nhà nàng nhìn người đó chăm chú nhưng chàng trai dường như không thấy nàng hai người đi lướt qua nhau chàng trai tiếp tục dấn bước về phía trước tiểu yêu bước chậm lại, rồi chợt dừng hẳn. Nàng quay đầu ngó nghiêng. Miêu phủ lấy làm lạ, hỏi. Tiểu thư tìm kiếm ai vậy? Tiểu yêu thoáng sững sờ, đột nhiên nàng bật gót đuổi theo bóng dáng ấy, nhưng trên phố người qua người lại như mắc cười, nàng không tìm được người đó. Dù vậy, nàng không chịu bỏ cuộc, cứ vừa chạy vừa ngó nghiêng tìm kiếm bốn phía. Miêu phủ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vừa chạy theo tiểu yêu, vừa hỏi. Tiểu thư đang tìm kiếm gì vậy? Ta, ta cũng không biết. Tiểu yêu không hề nói dối Miêu phủ, nàng thực sự không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Chạy vòng vòng một hồi không có kết quả, định ra về, chợt nàng nhìn thấy biểu tượng của sòng bạc dưới lòng đất của họ Ly Nhung trên một cánh cửa khép kín, trong một ngõ nhỏ mờ tối. Tiểu yêu lại gần đứng trước cánh cửa, ngẫm ngợi một lát, không biết nàng nghĩ gì mà đưa tay lên gõ cửa. Tiểu thư muốn đánh bạc? Miêu phủ hỏi. Tiện đường ghé vào xem thôi. Sòng bạc này chỉ đón khách quen, vì vậy tên giữ cửa định xua tiểu yêu đi. Miêu phủ liền lấy ra một lệnh bài, lắc qua lắc lại trước mặt hắn, tên giữ cửa cung kính vái lại, rồi đưa hai mặt nạ đầu chó cho Miêu phủ. Tiểu yêu đeo mặt nạ thong thả dạo quanh sòng bạc. Mới chập tối, sòng bạc còn thư khách, đi hết một vòng, tiểu yêu liền gọi mấy cốc rượu mạnh, ngồi vào một góc, lặng lẽ uống rượu. Biết nàng có tâm sự, miêu phủ không dám ho he, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh. Càng về khuya sòng bạc càng trở nên náo nhiệt. Không biết bao lâu sau tiểu yêu mới lại trông thấy bóng dáng chàng trai ăn vận lịch lãm khi nãy. Tuy người đó đội mặt nạ đầu chó, nhưng tiểu yêu vẫn nhận ra. Nàng vội vã đuổi theo, ánh đèn mờ ảo, bóng người thấp thoáng, nàng phải chạy qua mấy dãy hàng lang dài hun hút, mấy tầng cầu thang mới đuổi kịp. Chàng trai đứng trước một bức tường xây bằng ngọc lưu ly, li, hình nửa vòng tròn. Không biết họ Ly Nhung đã thi triển phép thuật gì, làm xuất hiện cả một bầu trời đầy sao bên ngoài bức tường, sao băng chốc chốc lại rớt xuống, khiến người ta có cảm giác đang đứng giữa bầu trời cao rộng. Chàng trai mỉm cười, hỏi. Cô đuổi theo ta từ bấy đến giờ vì chuyện gì thế? Tiểu yêu ngập ngừng. Huynh không quen tôi sao? Ta phải quen cô sao? Tiểu yêu tháo mặt nạ. Chàng trai ngó nàng một lát, huyết sáo. Nếu ta quen cô thì chắc chắn không thể quên cô. Nhưng rất tiếc. Vừa dứt lời, người đó liền bước đi. Tiểu yêu giữ chàng trai lại. Tương liễu, tôi biết là ngài, đừng giả vờ nữa. Chàng trai muốn vùng thoát khỏi tiểu yêu, nhưng nàng cứ nhằng nhẵng bám theo, không cho y thoát. Chàng trai tỏ ra bực bội. Nếu không buông tay thì đừng trách ta thiếu lễ độ. Ngài cứ việc, tôi mà bị đau thì ngài cũng không được dễ chịu đâu. Chàng trai thở dài, tháo mặt nạ, chậm chậm quay người lại. Dưới ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn vì tinh tú, gương mặt người đó biến ảo khôn lường, từng đường nét chân thực hiện rõ ràng. Tiểu yêu chăm chú nhìn, rồi nở nụ cười thật tươi, vẻ đắc ý. tương liễu khó chịu. Cô nương Tây Lăng, rốt cuộc cô muốn gì? Tôi, tôi. Tiểu yêu cũng không rõ mình muốn gì. Ấp úng một hồi, nàng đáp. Hãy giúp tôi loại bỏ sâu độc, điều kiện gì cũng được. Tương liễu cười, nửa canh giờ trước đồ sơn cảnh cũng nói với ta câu này ngài đến đây để gặp cảnh chính xác phải nói là đồ sơn cảnh hẹn ta tới đây bàn chuyện làm ăn tiểu yêu hiểu hẳn là thấy nàng không giải được độc cảnh đành hẹn tương liễu đến đây thương lượng ngài nhận lời cảnh rồi điều kiện hắn đưa ra rất hấp dẫn ta rất muốn nhận lời nhưng ta thực không có cách nào giải được ngài nói dối Năm xưa chính ngài đã giải độc cho chuyên húc. Vì sao bây giờ không thể? Tương liễu chẹp miệng thở dài, lắc đầu, nói. Cô nên nhờ đồ sơn cảnh dạy cô cách thương lượng với người khác. Bàn chuyện làm ăn khác với cãi lộn. Nhất là khi cô cần người ta, thì càng không thể chỉ trích người ta. Mục đích của cô là cầu xin ta giúp đỡ, không phải chọc giận ta. Tiểu yêu chừng mắt lườm tương liễu, Rõ ràng ngài nói dối. Cô cho rằng ta là kẻ nói dối vụng về như vậy sao? Đồ Sơn cảnh thông minh hơn cô nhiều, hắn tỏ ra rất mực quỵ lụy khi gạn hỏi ta, vì sao trước đây giải được mà bây giờ thì không? Vì sao? Sâu độc là loài chuyển biến linh hoạt, lúc thế này lúc thế khác. Cô có thể đánh chết một con hổ sữa lúc nó vừa chào đời, nhưng như thế không có nghĩa cô sẽ đánh chết được một con yêu tinh hổ đã ngàn năm tuổi tiểu yêu biết tương liễu có lý nhưng nàng vẫn cảm thấy y không hoàn toàn nói sự thật nàng hậm hực tôi không thể nhưng lẽ nào ngài cũng không nếu không tin lời ta thì việc gì phải gạn hỏi tiểu yêu cứng họng trầm ngâm một lát nàng hỏi ngài đến chị ấp để gặp cảnh khi nào ngài đi nếu cô không kéo ta lại thì ta đã rời khỏi đây lúc này tiểu yêu mới nhận ra từ nãy đến giờ nàng vẫn nắm chặt cánh tay Tương Liễu. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, vội buông tay. "Cảnh đâu rồi? Chàng còn ở sòng bạc không?" Tương Liễu mỉm cười đưa mắt về phía dãy hành lang mở tối. "Hắn vẫn luôn ở đằng sau cô đó." Cảnh bước lại, nắm lấy tay Tiểu Yêu. Tiểu Yêu muốn can dặn Tương Liễu hãy thận trọng, nên đi ngay, nhưng nàng chẳng thể thốt ra lời, đành im lặng. Tương Liễu Liếc nhìn đôi bàn tay nắm chặt của Cảnh và Tiểu Yêu, mỉm cười nói với Cảnh. "Xin cáo từ." Dứt lời, y lập tức quay người bước đi, chỉ lát sau, bóng y đã lẫn vào đêm tối. Cảnh nói với Tiểu Yêu: "Thương lượng với Tương Liễu xong, ta và y chia hai hướng ra về để tránh bị nhòm ngó, nhưng ta chợt trông thấy nàng, nên mới đi theo nàng, tiện thể dụ Miêu phủ ra chỗ khác." tiểu yêu không muốn nhắc đến tương liễu thêm nữa bèn lắc lắc cánh tay cảnh cười bảo em không phiền lòng về chuyện này đâu vì em biết chàng lo lắng cho em đi nào em vẫn chưa ăn tối hai người tay trong tay cùng sóng bước tiểu yêu nói chàng đừng lo nghĩ nhiều chuyện sâu độc nữa thế nào rồi cũng sẽ có cách ừ cảnh gật đầu với nàng lòng thầm nghĩ nếu thực sự không có cách giải độc thì cũng đành. Điều đáng mừng là tình cảm giữa chuyên húc và tiểu yêu rất mực khăng khít, nếu một ngày sự việc bị đẩy đến mức nghiêm trọng, có lẽ chuyên húc sẽ vì tiểu yêu mà nương nhẹ cho tương liễu. Chương 6, Sầu Tương Tư Dịch giả, Lương Hiền Cuộc chiến giữa Hiên Viên và Cao Tân đã kéo dài 10 năm, trong suốt 10 năm đó, hai bên chia nhau những trận thắng, thua nhất định hiên viên chiếm ưu thế vượt trội, từng bước thôn tính lãnh thổ Cao Tân. Vì đã nhiều năm sống trên đất Cao Tân nên phần lớn binh lính hiên viên đều học nói thành thạo tiếng Cao Tân. Truyền húc từng ra lệnh cấm binh sĩ sách nhiễu dân chúng, bằng không sẽ giết không tha, bởi vậy lính hiên viên chung sống rất mực hòa thuận với người dân Cao Tân. Hàng năm, vào mùa mưa lũ, binh lính hiên viên lại giúp thường dân Cao Tân sửa sang đê điều, khơi thông dòng chảy. Những ngày nông nhàn, đám lính thường đeo mặt nạ, mang theo nhạc cụ vào các thôn làng của người cao tân, trình diễn các điệu múa đổi mặt phục vụ bà con miễn phí. Cuối mùa hạ năm đó, hiên viên đánh chiếm thành trì quan trọng của cao tân, thành bạch lĩnh, trận chiến kéo dài 4 ngày 4 đêm ròng rã, kết quả, phong long đã để thua nhục thu. Khi nhận được tin báo, điều khiến chuyên húc lo lắng không phải thành trì bị mất, mà chính là phong long. Phong Long tuổi trẻ tráng trí hừng hực, xuất thân cao quý, lại thông minh tài giỏi, lớn lên trong tình yêu và sự ngợi ca, tôn vinh của mọi người. Tuy hắn thừa dũng mãnh nhưng lại thiếu sự từng trải, vững vàng. Trong khi đó, nhục thu được sư phụ hắn rèn rũa khắc khổ, từ lâu đã trở nên một kẻ khôn ngoan, mưu lược. Chuyên húc lo rằng, thất bại lần này sẽ khiến Phong Long nhụt chí, ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân một khi sĩ khí tiêu tan, thì thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Sau một hồi suy xét, Chuyên Húc quyết định sẽ đích thân đến nơi đóng quân một chuyến. Hắn sẽ không làm gì cả, chỉ uống với Phong Long vài bình rượu, chửi bới nhục thu vài câu, Phong Long thông minh là thế, chắc chắn hắn sẽ bình tâm trở lại. Chuyên Húc ghé Tiểu Nguyệt Đỉnh thăm Hoàng đế thì thấy cả Tiểu Yêu và Cảnh đều có mặt ở đó. Chuyên Húc nói với Tiểu Yêu, ta phải đi xa một thời gian đi đâu ta sẽ phao tin rằng mình đến hiên viên kỳ thực sẽ tới nơi đóng quân cả đi lẫn về mất chừng một tháng tiểu yêu biết nơi đóng quân mà chuyên húc nhắc đến chính là quân đội của phong long nàng trở nên bối rối có nguy hiểm lắm không nguy hiểm thì ở đâu chẳng có ta đã vượt qua mối nguy lớn nhất bây giờ còn gì đáng sợ nữa đâu Tiểu Yêu khẽ gật đầu. "Huynh yên tâm đi đi, muội sẽ chăm sóc ông ngoại Chu đáo." Dạo trước muội có nhắc đến một vài loài thảo dược mọc ở Cao Tân, rồi than thở không được tận mắt nhìn thấy chúng nên lo rằng ghi chép sẽ không chính xác. "Chi bằng hãy cùng ta đến Cao Tân, tiện thể tìm kiếm mấy loại thảo dược đó." "Không thích." Tiểu Yêu đáp rất dứt khoát. Chuyên húc mỉm cười, nói với cảnh có việc này ta muốn thương lượng với cậu. Có thể nói sản vật ở hai nước Hiên Viên và Cao Tân hoàn toàn khác nhau, nguyên nhân là vì hai nước xưa nay không có mối liên hệ khăng khít. Tuy rằng trước đây, hai nước cũng có sự trao đổi qua lại, nhưng chỉ hạn chế ở những vật phẩm dành cho giới quý tộc, mà không phải vật dụng cần thiết cho đời sống của toàn dân. Việc vận chuyển hàng hóa, trao đổi buôn bán giữa các vùng miền giúp cho mọi người dân đều được hưởng lợi là một việc làm hữu ích đối với toàn đại hoang công việc kinh doanh của nhà Đồ Sơn diễn ra ở khắp mọi nơi, nếu luận về sự hiểu biết đối với sản vật của các vùng miền, nhà Đồ Sơn chắc chắn đứng đầu bảng. Bởi vậy, ta muốn mời cậu cùng ta đến Cao Tân một chuyến, tìm hiểu xem chúng ta nên vận chuyển sản vật gì của Trung Nguyên đến Cao Tân thì phù hợp. Nếu có thể, ngày sau ta sẽ giao trọng trách này cho nhà Đồ Sơn. Bởi vì việc lưu thông hàng hóa cần phải đáp ứng nhu cầu tự thân của người dân. Ta không thể hô hào cắt cử một vài viên quan đi làm việc đó, huống hồ bọn họ chắc chắn sẽ làm hỏng việc. Cảnh Liếc tiểu yêu cười đáp, "Đây là một việc làm hết sức tốt đẹp và có lợi cho muôn dân, nhà Đồ Sơn cũng có thể kiếm lời từ việc này." "Thần xin được theo bệ hạ đến Cao Tân." Chuyên Húc nháy mắt với tiểu yêu, "Muội muốn đi cùng không?" Tiểu yêu bực tức vì bị Chuyên Húc nắm thóp, nàng đanh giọng, không đi đã bảo không đi là không đi chuyên húc mỉm cười không nói hắn cho gọi tiêu tiêu dặn dò nàng chuẩn bị đồ đạc kể cả đồ đạc của tiểu yêu tiểu yêu kiếm cớ ra nói chuyện với hoàng đế vờ như không nghe thấy ngày khởi hành chuyên húc cử tiêu tiêu đến đón tiểu yêu tiểu yêu gói ghém đồ đạc xong xuôi từ rất sớm tiêu tiêu vừa tới hai người đã lập tức lên xe mây đến cao tân Chuyên Húc không vội tới nơi đóng quân, mà thong thả dạo chơi cùng Cảnh và Tiểu Yêu. Có thể coi chuyến đi này là chuyến vi hành, nên Chuyên Húc không dẫn theo đội thị vệ hùng hậu, hắn lệnh cho Tiêu Tiêu và những người khác chỉ được phép âm thầm đi theo. Chuyên Húc, Cảnh và Tiểu Yêu cùng cải trang thành thường dân Cao Tân. Chuyên Húc và Tiểu Yêu nói tiếng Cao Tân như người bản địa, Cảnh cũng nói rất lưu loát. Chủ quầy của tất cả các quầy hàng trên phố đều đinh ninh họ là người Cao Tân chính gốc. Dấu tích của cuộc chiến tranh chiếm lĩnh thành trì trải qua nhiều năm tháng trùng tu, kiến thiết đã hầu như không còn nữa. Trên phố, người qua người lại đông vui, tấp nập, quán rượu quán trà rộn ràng, náo nhiệt. Tiểu Yêu không nhận thấy nơi này có gì thay đổi so với trước đây. Nếu có thì đó là vì nơi này đã sầm uất hơn lúc xưa nàng nghe thấy giọng nói của nhiều thiếu nữ trung nguyên đang tìm hiểu giá cả và chọn mua hàng bằng tiếng cao tân tiểu yêu lấy làm lạ thì thao hỏi cảnh sao lại như vậy cảnh cười đáp quân đội hiên viên đóng quân trường kỳ ở cao tân nên binh lính hiên viên khôn nguôi thương nhớ người thân và gia đình bệ hạ quyết định hỗ trợ kinh phí động viên người nhà của các binh lính đến cao tân an cư lạc nghiệp nếu không xảy ra chiến tranh thì mỗi tháng các binh sĩ được phép về nhà 3 ngày. Binh sĩ nào có con được lĩnh nhiều tiền hơn những người khác? Việc làm này của bệ hạ không những giúp binh sĩ được yên lòng, mà còn khiến họ cẩn trọng hơn trong công việc tuần tra, canh gác, bởi vì lúc này, họ không phải chỉ canh giữ cho thành trì của người khác mà còn canh giác cho ngôi nhà của họ, gia đình của họ. Tiểu yêu nhìn thấy rất đông những người phụ nữ tay sách làn thức ăn, lưng điệu con nhỏ thì tỏ ra ngạc nhiên hết sức con cái của họ được sinh ra trên đất cao tân ư? Đúng vậy. Cảnh thầm nghĩ, không chỉ sinh ra ở đây, rất có thể, chuyên húc còn muốn chúng lớn lên và an cư lạc nghiệp trên mảnh đất này. Cạnh bờ tường, tụi trẻ con đang súng xít chơi trọi dế, chốc chốc lại thấy chúng la hét ầm ĩ, không thể phân biệt được trong số bọn chúng, đứa nào là người cao tân, đứa nào là người hiên viên. Tiểu yêu nhìn bọn chúng, miệng lầm bẩm hoàn toàn khác xa so với hình dung của em về chiến tranh. Cảnh nói, hắc đế bệ hạ khác hoàng đế bệ hạ, tuấn đế bệ hạ khác si vưu, và điều quan trọng nhất là, nước hiên viên ngày nay khác với nước hiên viên lúc xưa. Chuyên húc không để lọt một lời nào trong mọi cuộc trò chuyện giữa cảnh và tiểu yêu, nhưng kể từ lúc đặt chân lên đất cao tân, tiểu yêu luôn tỏ ra lạnh nhạt, tránh giao tiếp với hắn, nên hắn chỉ lặng lặng lắng nghe để mặc nàng thoải mái quan sát, tìm hiểu. Mặt trời ngả về tây, màn đêm dần buông. Chuyên húc nói, lát nữa cổng thành sẽ đóng lại, ta không muốn nghỉ đêm trong thành, nếu hai người không phản đối, chúng ta hãy tìm một thôn làng nào đó ở ngoại thành nghỉ tạm. Cảnh nhìn tiểu yêu, nàng lạnh lùng đáp. Ngài là bệ hạ, tất nhiên phải theo ý ngài. Họ ra khỏi cổng thành, lên xe bò, hướng về phía nam. Trời chập tối thì họ cũng vừa tới thôn Trang. Người ta đốt một đống lửa lớn ở đầu thôn, khán thính giả vây quanh đống lửa, vô cùng náo nhiệt. Người ngồi trên đất, kẻ ngồi trên phiến đá, bọn trẻ thì trèo tót lên cây, cũng có người đứng ở mũi thuyền. Tiểu Yêu nói với người ám vệ đang đánh xe. "Dừng lại, chúng tôi sẽ đến đó xem sao." Xe bò không thể lách qua đám đông chen chúc, đành dừng ở bên ngoài. Tiểu yêu đứng trên xe, nghiền cổ ngó nghiêng vào bên trong. Thì ra họ đang diễn kịch phương tướng. Phương tướng thị vốn là một vị thần thời thượng cổ. Tương truyền, ngài là người rất giỏi biến hóa, một ngày ngài có thể biến ra hàng nghìn gương mặt khác nhau, kể cả đàn ông và phụ nữ. Sau khi chết, ngài hóa thành một chiếc mặt nạ. Người nào đeo mặt nạ này đều có thể biến hóa tùy ý. Không ai biết mặt nạ phương tướng trông thế nào nhưng người ta đã khéo léo chế tác ra nhiều loại mặt nạ khác nhau. Người ta đeo chúng và diễn thành đủ mọi loại người, rồi vừa hát vừa nhảy múa. Dần dần loại hình nghệ thuật này được gọi tên là kịch phương tướng. Thực chất, mặt nạ là một phương tiện biểu trưng. Người ta đeo mặt nạ để được giống với phương tướng thị thuở xưa, có được pháp lực biến hóa vô cùng. Họ sẽ biến thành một người nào đó và kể lại câu chuyện về người đó. Kịch phương tướng lưu truyền rộng rãi trong dân gian, đa phần là những truyền thuyết về anh hùng và mỹ nhân mà cả người lớn và trẻ con đều yêu thích. Kịch phương tướng đêm nay đã diễn được phân nửa, câu chuyện bắt đầu từ thời bàn cổ đại đế khai thiên lập địa. Trong câu chuyện, người ta thấy xuất hiện họ Hoa Tư thông minh, nặng tình họ Thần Nông trung hậu, dũng mãnh họ Cao Tân hào phóng, phong lưu họ Tây Lăng thông tuệ, tài giỏi họ Đồ Sơn khôn ngoan tham tài họ quỷ phương lắm mưu nhiều kế họ xích thủy giỏi điều khiển nước họ kim thiên giỏi nghề rèn đúc. Tất cả những dòng họ đó đã hợp sức với bản cổ đại đế tiêu diệt mọi loài yêu quái tà ma, xây dựng lên đại hoang. Khi ấy, người trong đại hoang đều là người một nhà, không chia vương tộc thần nông, vương tộc cao tân hay vương tộc hiên viên. Khán giả xem kịch, cả người lớn và trẻ em, lúc thì cười vang sảng khoái khi xem họ đồ sơn khôn ngoan, tham tài diễn trò lúc lại buồn bã lau nước mắt, thương họ quỷ phương yếu đuối, đa mưu lúc thì hào hứng, phấn khích trước họ thần nông trung hậu, anh dũng khi lại thở dài tiếc nuối cho họ hoa tư thông tuệ, nặng tình. Rồi khi xem đến đoạn họ cao tân hào phóng, phong lưu sẵn sàng từ bỏ mảnh đất trung nguyên phồn hoa, giàu có, tới chấn giữ vùng thang cốc hoang vu, xa xôi, ai nấy đều hò reo vỗ tay không ngớt. Tiểu yêu cũng bị vở kịch ấy cuốn hút, nàng mê mải xem kịch. Vẫn biết truyền thuyết một khi đã được kịch hóa, chắc chắn sẽ có sự sai khác so với thực tế. Nhưng nàng tin rằng, những đức tính đáng quý của con người trong vở kịch, trí anh hùng, tình hữu nghị, lòng trung thành, đức hy sinh là có thật. Càng xúc động với câu chuyện trong vở kịch bao nhiêu, tiểu yêu càng thấu hiểu tâm tư của chuyên húc bấy nhiêu. Tuy chỉ là một vở kịch dân gian giữa những ngày nông nhàn, người dân cao tân xem chỉ để giải trí vì được miễn phí họ cười đấy khóc đấy rồi ngày hôm sau họ vẫn tiếp tục cuộc sống lao động của họ nhưng tác dụng của những vở kịch ấy là sau những giọt nước mắt và những tiếng cười người dân cao tân sẽ tiếp nhận một cách hết sức tự nhiên thông điệp mà chuyên húc muốn truyền đạt tới họ mọi người trong đại hoang đều là người một nhà không phân chia cao tân hay hiên viên dù là con dân trung nguyên hay cao tân dù là người phương bắc hay người phương nam thì cũng đều là con dân của đại hoang khuya muộn vở kịch mới kết thúc ba người không đi tiếp mà quyết định dừng chân nghỉ nơi ở ngôi làng đó hôm sau lúc lên xe bò chuẩn bị xuất phát họ trông thấy một đám trẻ tụ tập dưới gốc đa đầu làng chơi trò đóng kịch không đủ tiền mua mặt nạ chúng giã các loại cây cỏ lấy nước màu bôi lên mặt cậu đóng vai họ thần nông tớ vào vai họ đồ sơn anh tín đẹp trai nhất, cho đóng vai họ cao tân. Đại sơn giỏi bơi lặn, cho đóng vai họ xích thủy. Tiểu ngư nhi hay ốm đau giặt dẹo, lại nghĩ ra nhiều trò quỷ quái, nên rất phù hợp vào vai họ quỷ phương. Truyền thuyết về các anh hùng mỹ nhân được tái diễn một cách thật ly kỳ, thú vị trong vở kịch của tụi trẻ. Tiểu yêu vừa xem vừa cười, cười rồi lại thở dài. Chỉ cần chuyên húc và phong long không gây ra nhiều chết chóc, thì mai kia khi lớn lên, đám trẻ này hẳn sẽ không căm ghét họ xích thủy, cũng không căm ghét chuyên húc. Cỗ xe chậm chậm rời khỏi ngôi làng nọ, tiếng cười đùa rộn rã của đám trẻ mục đồng dần tan biến. Tiểu yêu chắp tay trước chuyên húc, biểu thị lòng kính phục. Sao huynh có thể nghĩ ra cách thức hữu hiệu như vậy? Ngay cả muội tối hôm qua xem kịch xong cũng thấy rất xúc động, chắc chắn họ cũng vậy. Chuyên húc đáp, Câu chuyện trong kịch phương tướng vốn là chuyện có thực, ta chỉ giúp bà con nhìn nhận một sự thực mà thôi. Tiểu yêu không thể không nói giọng châm chọc. Mong là việc này không đòi hỏi phải hy sinh tính mạng của ai cả. Chuyên húc ngước nhìn núi sông vạn dặm nói. Hơn 200 năm sinh sống ở Cao Tân, ta từng cùng ngư dân rong thuyền ra khơi đánh cá từ lúc dạng đông và trở về khi nắng tắt. Ta cũng từng hả hê khi cùng những người bán hàng rong, những kẻ làm thuê làm mướn hy sinh những đồng bạc mồ hôi nước mắt đem đổi vài cút rượu mạnh ta từng cùng đám bạn đồng trang lứa đi đào củ sen nắm tay nhau nhảy múa dưới trăng ta cũng từng cùng anh em binh sĩ truy quét bọn ăn cướp ăn trộm khi ta bị ép buộc phải rời khỏi hiên viên lưu lạc trên đất cao tân chính người dân nơi đây đã cưu mang và giúp ta vượt qua những tháng ngày cô độc hoang mang ấy họ đều đã ra người thiên cổ nhưng con cháu họ vẫn sinh sống trên đất này. Họ sẽ tiếp tục rong buồm ra khơi lúc dạng đông và trở về khi tắt nắng. Sẽ tiếp tục hà hê mua rượu bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Tiếp tục ca hát dưới trăng và theo đuổi cô gái của lòng mình. Tiếp tục hy sinh để quét sạch đám thổ phỉ. Ta thấu hiểu nỗi gian chân của họ cũng như những niềm vui của họ. Chuyên húc quay lại nhìn tiểu yêu, ánh mắt hắn đầy vẻ chân thành, cảm động. Tiểu yêu tình cảm của ta dành cho mảnh đất này sâu đậm không thua kém muội đâu. Tiểu yêu không biết phải đối đáp ra sao. Tuy nàng từng là vương cơ cao tân, nhưng nàng không am hiểu mảnh đất này. Chuyên húc mới là người từng đặt chân tới mọi miền của cao tân, bước chân hắn đã in dấu trên mỗi tắc đất, mỗi dòng sông nơi này. Chuyên húc nói tiếp. Ta thừa nhận ta có tham vọng bá vương, nhưng ta cũng chỉ thuận theo thời thế, nương theo đại cục, Đại hoang thống nhất thì muôn dân thiên hạ đều được hưởng lợi. Chiến tranh khó tránh khỏi việc đổ máu, nhưng ta sẽ gắng hết sức để giảm thiểu những thương tổn mất mát không đáng có. Ta không mong cầu muội tán đồng với cách làm của ta, nhưng chỉ ít muội cần thấy được những nỗ lực của ta. Tiểu Yêu quay đầu ngắm nhìn phong cảnh bình yên miền thôn dã, một lúc sau nàng mới khẽ đáp. Muội hiểu. Tuy nàng nói rất khẽ, nhưng đôi tai thính của chuyên húc và cảnh đều nghe lọt cả. Chuyên húc thở vào nhẹ nhõm, đan tay vào nhau làm gối, hắn ngả lưng, ngước nhìn trời xanh mây trắng. Xưa nay hắn vốn lạnh lùng, điềm đạm, ít khi biểu lộ cảm xúc vui buồn, nhưng lúc này, khi nghe được mấy lời vừa rồi của tiểu yêu, lòng hắn hân hoan như một chàng trai trẻ, hắn nhoèn miệng cười thật tươi. Tiếng ca trầm vang cất lên, chuyên hút hát khúc dân ca quen thuộc của ngư dân xóm trải bằng tiếng cao tân. Chân miết chặt môi thuyền, tay gác nơi đuôi thuyền, đầu đội trời nắng lửa, thân thấm ướt mưa tuôn, gió cắt da cắt thịt. Xa xa trên dòng sông, nhà chài đang rong thuyền ra khơi đánh cá, nghe thấy tiếng hát, cũng hào hứng hò theo. Chừng như muốn đọ giọng với ngư dân nọ, chuyên hút sửa giọng, cất cao tiếng hát, ăn rau dại, mặc áo tơi, đèn thắp mui thuyền, ra dầm mưa nắng, dạng đông cho tới đêm thâu, cá đầy khoang ấy biết đâu những niềm cảnh vô cùng ngỡ ngàng, vẫn biết chuyên húc từng lưu lạc mấy trăm năm trong nhân gian và trong hắn vẫn đậm chất dân dã, nhưng chàng không ngờ đến bây giờ chuyên húc vẫn thể hiện diện mạo ấy, tiểu yêu. Trái lại, không lấy thế làm lạ, vì nàng đã quen với một chuyên húc chân chất, quê mùa. Có lẽ, từ xưa đến giờ chuyên húc vẫn luôn như vậy trước mặt tiểu yêu, nhưng hôm nay cảnh mới để ý thấy. Cảnh chợt nhớ lại câu nói của hoàng đế, ta cũng chỉ là một người ngoài trong mối quan hệ giữa tiểu yêu và chuyên húc. Bỗng nhiên, cảnh cảm thấy lo lắng, nhưng chàng không biết vì sao mình lại có cảm giác đó. Hôn sự giữa chàng và tiểu yêu đã được quyết định, chuyên húc và hoàng đế đều đồng ý và xưa nay chuyên húc chưa từng phản đối quan hệ giữa chàng và tiểu yêu chiều hôm sau họ đến nơi đóng quân của phong long nghĩ đến lúc phải đối mặt với phong long tiểu yêu không khỏi bồn chồn nàng nói khẽ với chuyên húc hay là muội thay đồ đóng giả làm ám vệ của huynh chuyên húc nói gần hai mươi năm rồi muội còn định tránh né đến bao giờ hủy hôn có gì ghê gớm đâu, phong long và cảnh đều không để tâm chuyện đó thì việc gì muội phải bận lòng. Khi nói những lời này, chuyên húc không hề hạ thấp giọng, vì thế, người đi phía sau là cảnh và người vừa bước ra khỏi lán trại là phong long đều nghe không thiếu một chữ. Hai người tỏ ra thiếu tự nhiên, nhưng chuyên húc vờ như không thấy, hắn kéo tiểu yêu đến trước mặt phong long, mỉm cười, hỏi. Phong Long, Khanh mau nói cho muội ấy biết, trong lòng Khanh bây giờ còn lấn cấn chuyện hủy hôn nữa không? Phong Long cúi đầu vái chào chuyên húc, rồi đứng thẳng người, đáp. Bây giờ, từ sáng đến tối, lúc nào thần cũng chỉ nghĩ đến nhục thu, kể cả trong giấc mơ. Chuyên húc lại hỏi cảnh. Khanh có để bụng chuyện tiểu yêu hủy hôn không? Cảnh nhìn tiểu yêu, khẳng khái đáp. Thưa, không. Chuyên húc nói. Nghe thấy chưa? một người đã quên chuyện đó từ lâu người kia thì hoàn toàn không để bụng muội đừng suy nghĩ nhiều nữa tuy rất khó xử nhưng tiểu yêu hiểu rằng chuyên húc muốn nhân dịp này giúp mọi người cởi bỏ mọi khúc mắc cứ cho là tiểu yêu có thể tránh mặt phong long suốt đời nhưng cảnh và phong long vốn là bạn thân nàng không thể khiến cho họ vì nàng mà trở nên xa cách tiểu yêu chào phong long chào đại tướng quân phong long khách sáo đáp lễ Chào tiểu thư Tây Lăng. Tiểu yêu lùi lại phía sau chuyên húc và cảnh. Phong Long nhìn cảnh, tò mò hỏi. Sao huynh theo bệ hạ tới đây? Vẻ ngựa ngập khi nãy đã hoàn toàn biến mất, Phong Long ứng xử tự nhiên như trước đây vẫn vậy. Cảnh mỉm cười, đáp. Ta cứ nghĩ không kẻ nào trị nổi huynh, chẳng ngờ nhục thu đánh cho huynh thua ba trận liên tiếp, ta rất muốn đến xem thực hư thế nào phong long diễn vẻ đau khổ kêu than bệ hạ ơi người hãy nghe xem ba người đàn ông bước vào lán trại bắt đầu bàn việc chính sự tiểu yêu lặng lẽ bỏ về phòng tắm gội thay quần áo bây giờ nàng mới dám tin phong long đã thực sự quên đi tất cả đây có lẽ chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ thế giới của họ ngày càng mở rộng thì nhiều thứ sẽ trở nên nhạt nhòa đối với họ đúng như cảnh và chuyên húc năm xưa từng nói ba tháng đầu có thể phong long sẽ rất giận nhưng ba năm sau hắn sẽ không còn cảm xúc gì với chuyện đó nữa và đến bây giờ khi đã là đại tướng quân thống lĩnh cả mấy vạn quân hắn chẳng còn màng đến chuyện tiểu yêu hủy hôn năm xưa nữa huống hồ giờ đây nàng đã không còn là vương cơ cao tân lại mang tiếng là con gái của kẻ tàn ác si vưu không chừng phong long còn thấy may mắn vì đã không cưới nàng chuyên húc cử một người đến gặp cảnh, cung cấp cho chàng mọi thông tin cần thiết, hỗ trợ cảnh hoàn thành nhiệm vụ mà chuyên húc giao phó. Người đó là Kim Huyên. Gặp lại bạn cũ, Tiểu Yêu vui mừng khôn xiết, nàng sai người bày tiệc rượu, để hai người chén thù chén tạc. Tiểu Yêu hỏi: "Sao cô lại ở Cao Tân?" Kim Huyên đáp: "Bệ hạ cần người cung cấp thông tin về Cao Tân nên tôi tới đây." tiểu yêu cười ta cứ nghĩ hai cô sẽ trở thành phi tần của bệ hạ không ngờ cả cô và tiêu tiêu đều vẫn tiếp tục công việc lúc xưa của mình cô đã đóng góp rất nhiều công sức nếu cô muốn trở thành phi tần chắc chắn không hề khó ta thấy cô đối với bệ hạ nên cứ nghĩ cô sẽ ở lại từ kim đỉnh xem ra ta đã nhầm kim huyên chỉ mỉm cười nhìn tiểu yêu không đáp nàng chậm rãi uống hết ly rượu rồi mới cất lời tiểu thư không nhầm đâu quả thực tôi đã nảy sinh tình cảm với bệ hạ nhưng chính vì vậy nên tôi mới chủ động rời xa ngài tiểu yêu kinh ngạc hỏi vì sao nếu tôi không nảy sinh tình cảm với ngài thì mọi thứ giữa tôi và ngài sẽ chỉ đơn giản là tôi cống hiến bao nhiêu sẽ được đền bù xứng đáng bấy nhiêu bệ hạ xưa nay vẫn luôn là người thưởng phạt công bằng chỉ cần tôi làm tròn bổn phận, chắc chắn ngài sẽ không bạc đãi tôi. Nhưng khi đã nảy sinh tình cảm, con người thường không chế nổi bản thân và sẽ mong muốn được nhiều hơn thế. Nhưng tôi hiểu rõ rằng, bệ hạ không thể cho tôi điều đó. Vậy nên, thay vì chịu đựng nỗi sầu tương tư rằng xé, thậm chí còn có thể vì thế mà gây ra sai lầm nghiêm trọng, khiến bệ hạ chán ghét, chi bằng hãy tránh đi thật xa khi đôi bên vẫn còn chút nghĩa tình. Với những cống hiến của mình, chắc tôi sẽ được bệ hạ chiếu cố suốt đời." Tiểu Yêu thở dài. "Cô, cô thật sáng suốt, nhưng cũng thật tàn nhẫn. Không mấy phụ nữ ở vào cảnh huống như cô mà vẫn có thể chừa cho mình một lối thoát, tìm đến với biển rộng trời cao. Cũng phải cảm ơn bệ hạ vì đã chấp thuận cho tôi được đến với biển rộng trời cao. Tôi biết rất nhiều chuyện cơ mật, nếu đổi lại là người khác hẳn sẽ phải giữ chặt tôi bên mình mới yên tâm vậy mà bệ hạ sẵn sàng để tôi ra đi kim huyên lắc ly rượu cười nói thật khó để quên một người đàn ông như bệ hạ nhưng tôi tin thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thiên hạ rộng lớn chỉ cần tôi vẫn kiên trì con đường của mình nhất định tôi sẽ gặp được niềm hy vọng mới nhất định sẽ có một người đàn ông xuất hiện và khiến tôi quên đi bệ hạ tiểu yêu nâng chén mời Kim Huyên. Chúc cô sớm gặp được người đó. Kim Huyên mỉm cười uống cạn ly rượu, rồi cáo từ. Nàng đưa cảnh đi thu thập những thông tin cần thiết. Ngày 17 tháng 7, đại quân của Nhục Thu chủ động phát động tấn công. Sau ba trận thắng giòn giã, sĩ khí bừng bừng, quân đội Nhục Thu từng bước o bế đối phương, câu mang đánh bại xích Thủy Hiến. Để tránh thế bị vây hãm, Phong Long lệnh cho Hiến rút quân. Hiến rút quân về phía Bắc Lệ Thủy, hội hợp với đại quân của Phong Long. Ngô Cương chấn giữ bờ bên kia sông Lệ Thủy. Biết Ngô Cương là người tinh thông thủy chiến, Nhục Thu không dám lỗ mãng cho quân vượt sông truy kích, bèn hạ lệnh cho đại quân dựng trại bên này sông Lệ Thủy. Đây là trận thua thứ tư, Phong Long cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nhưng chuyên húc vẫn động viên hắn. Bảo tồn lực lượng, bảo vệ tính mạng của binh sĩ là điều quan trọng nhất cường vực còn có lúc này lúc khác người ta chết sẽ chẳng thể hồi sinh nếu để hiến bị vây hãm mất đi hiến và đội quân cánh phải thì đó mới là thất bại không thể cứu vãn chỉ cần họ còn sống thì ta tin họ sẽ chiếm được ngày càng nhiều vùng lãnh thổ phong long cứ canh cánh trong lòng không yên vì hiến là con cháu nhà xích thủy chỉ e hắn ra lệnh cho hiến rút quân sẽ khiến chuyên húc hiểu lầm rằng hắn không muốn hy sinh người nhà không ngờ chuyên húc chẳng mảy may nghi ngờ vẫn rất mực tin tưởng tín nhiệm hắn điều đó khiến phong long càng thêm vững tâm và cũng hết sức cảm động hắn lại càng tin tưởng rằng năm xưa mình đã lựa chọn đúng đắn chuyên húc đích thực là một vị vua anh minh phong long hẹn cảnh ra ngoài đi dạo đến nơi vắng vẻ hắn nói với cảnh năm xưa túy rất có cảm tình với chuyên húc nhưng thấy huynh ấy sức mỏng lực yếu nên ta cứ chần chừ việc ủng hộ huynh ấy tranh giành vương vị. May có huynh hết lời khuyên nhủ, cổ vũ, thôi thúc ta hạ quyết tâm. Cảm ơn huynh. Ngày đó, vì muốn thúc giục Phong Long mau chóng quyết định, cảnh thậm chí đã nói với hắn. Chính vì chuyên húc thân cô thế cô, nên huynh mới càng nên lựa chọn huynh ấy. Bởi vì nếu huynh chọn đi theo Thùy Lương hay Ngu hạo thì đều chỉ là theo hoa trên gấm, huynh sẽ chỉ là một trong số rất nhiều kẻ ủng hộ bọn họ nhưng nếu chọn chuyên húc huynh sẽ là người đầu tiên cũng là người duy nhất trong lòng chuyên húc cảnh cười bảo ta chỉ phân tích tình hình thực tế khi đó còn huynh đã dựa vào con mắt nhìn người nhạy bén của mình để đưa ra quyết định phong long dõi nhìn dòng lệ thủy phía xa thở dài huynh lúc nào cũng khiêm tốn như vậy Chính huynh là người nghĩ ra kế sách tranh đoạt ngôi vị, khuyên chuyên húc từ bỏ Hiên Viên Sơn, chọn thần nông sơn. Chính huynh đã phân tích cho ta thấy, bệ hạ thân cô thế cô, nếu không thể tranh giành với bọn Thương Lâm ở thành Hiên Viên thì chi bằng vờ như yếu thế, rời bỏ thành Hiên Viên, tìm đến đất Trung Nguyên xa xôi, tranh thủ sự ủng hộ của các dòng họ Trung Nguyên. Với sự giúp đỡ của ta và huynh, chắc chắn bệ hạ sẽ có hy vọng. Khi đã bình ổn ở Trung Nguyên, cùng với sự ủng hộ của bốn gia tộc lớn và thân phận là cháu đích tôn của hoàng đế và lưu tổ, các dòng họ ở Hiên Viên chắc chắn sẽ không phản đối kịch liệt huynh ấy kế vị. Phân tích của huynh và kế sách của huynh đã thuyết phục được ta, khiến ta quyết định ủng hộ Bệ hạ. Đến tận bây giờ, Bệ hạ vẫn cho rằng đó là kế sách của ta, khen ta là kẻ có con mắt xanh, biết nhìn ra ai mới là người anh hùng, nên lúc nào cũng dành cho ta sự tín nhiệm và lòng biết ơn nhờ vậy quan hệ giữa ta và bệ hạ xưa nay vẫn là mối quan hệ nửa là vua tôi nửa là bạn bè địa vị của ta được củng cố vững chắc phong long băn khoăn hỏi cảnh vì sao huynh không muốn tranh giành với ta bất cứ thứ gì xuất thân của cảnh và hắn ngang nhau một người là tộc trưởng tương lai của họ xích thủy một người là tộc trưởng tương lai của nhà đồ sơn trong suốt chặng đường lên ngôi của chuyên húc Cảnh là người bỏ ra nhiều công sức hơn cả, nhưng Cảnh luôn giấu mình ở phía sau, đóng vai người đi theo, ủng hộ Phong Long. Và mọi việc đều nhường Phong Long lập công, giúp hắn thực hiện hoài bão to lớn của mình. Cảnh đáp. Làm gì có chuyện ta không tranh giành? Những thứ ta nhường huynh đều là những thứ ta không muốn có. Thứ ta muốn, ta không đời nào chịu nhường cho huynh. Ý huynh là. Phong Long trao mày ngẫm ngợi, một lát sau mới hiểu ra ý huynh là tiểu yêu cảnh thở dài nói lúc nào huynh cũng coi ta như anh trai nhưng không phải lúc nào ta cũng là một người anh đáng kính đã biết huynh cảm mến tiểu yêu vậy mà ta vẫn tìm cách giành lấy cô ấy ngay trong phủ đệ của huynh đã biết huynh muốn cưới tiểu yêu nhưng ta vẫn thuê phòng phong bội đi cướp dâu suốt đời mình ta chưa từng làm việc gì hổ thẹn trừ hai chuyện đó chớ chiêu thay đều nhắm vào huynh. Nhớ lại chuyện năm xưa, Phong Long chợt nổi giận đùng đùng. Năm xưa khi tiểu yêu hủy hôn, ta đã phiền muộn chán trường suốt một thời gian dài, gần như không còn mặt mũi nào gặp gỡ ai nữa. Cảnh nói, "Ta cứ nghĩ mình có thể từ bỏ, nhưng ta không làm được. Xin lỗi huynh." Phong Long nhìn Cảnh chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười ta cứ nghĩ huynh là người phong độ, rộng lượng, phàm việc gì cũng quang minh chính đại, khiến ta mỗi lần nhìn huynh đều cảm thấy hổ thẹn về bản thân. Chẳng ngờ huynh cũng chỉ là một gã ích kỷ, nhỏ mọn, nham hiểm. Ngày ta và tiểu yêu đính hôn, huynh đang bận đánh trận ở Cao Tân. Lễ vật mà ta nhận được có lẽ chính do các vị trưởng lão của họ xích thủy chuẩn bị, hẳn là họ vừa cất công chuẩn bị vừa ra sức nguyền rùa ta. Mấy năm nay, tuy hai ta vẫn thư qua thư lại nhưng chưa từng nhắc đến chuyện này cả hai đều xem như chuyện đó chưa từng xảy ra nhưng ta luôn hy vọng nhận được lời chúc phúc thành tâm từ huynh huynh mong mỏi đến thế ư đúng vậy huynh biết đấy suốt đời ta sẽ không bao giờ có được lời chúc phúc của đại ca vậy nên ta không muốn mất đi lời chúc phúc của huynh phong long vui như mở cờ trong bụng vì cảnh đã xem hắn như anh em trong nhà Thế nhưng hắn vẫn cố ra vẻ cao ngạo. Ta sẽ suy nghĩ. Vì đã kết thân với nhau hơn 30 năm, nên cảnh quá hiểu phong long, chàng lập tức nhận ra vẻ tinh quái, danh mãnh trong ánh mắt phong long. Chàng bật cười. Cứ suy nghĩ thoải mái, đằng nào hôn lễ của ta và tiểu yêu cũng phải thời gian dài nữa mới được cử hành. Phong Long thôi diễn kịch, hắn cười, bảo. Thực lòng mà nói, lúc hay tin huynh và tiểu yêu đính hôn ta đã rất tức giận vì ta không thể không nhớ lại chuyện năm xưa tuy nhiên nhiều hơn cả là cảm xúc khâm phục dũng khí của huynh tiểu yêu nay đã khác xưa trước kia cô ấy là viên ngọc sáng ai cũng muốn có được còn bây giờ cô ấy là một mớ rắc rối lớn không ai muốn đụng vào chí ít thì ta không đủ bản lĩnh để đụng vào vậy nên cơn giận của ta nhanh chóng tiêu tan nhưng dẫu vậy ta cũng chẳng thể hoan hỉ nên mới mặc các vị trưởng lão lựa quà mừng cho hai người phong long vỗ vai cảnh huynh đừng lo đến ngày huynh thành thân ta sẽ đích thân chuẩn bị quà mừng chỉ cần tên nhục thu đáng ghét kia không thừa dịp gây sự bắt ta phải đánh nhau với hắn thì ta nhất định sẽ tới dự đám cưới của hai người cảm ơn huynh cảm ơn gì chứ nếu cần nói lời cảm ơn thì ta phải cảm ơn huynh mới đúng người trong thiên hạ ai nấy đều thèm khát ngôi vị tộc trưởng của bốn đại gia tộc nhưng trong mắt ta đó chỉ là một thứ lao tù trước đây chỉ có huynh chịu nghe ta huyên thuyên đủ điều cũng chỉ có huynh không trách mắng ta cả gan làm loạn không những vậy huynh còn luôn luôn cổ vũ khuyến khích ủng hộ ta đến nay ta đã phá vỡ quy tắc của tiên tổ làm quan trong triều trở thành đại tướng quân thỏa sức theo đuổi lý tưởng của mình cảnh huynh đã giúp ta có được những thứ ta thực lòng mong mỏi khao khát tiểu yêu vốn không thuộc về ta mà dù cô ấy có thuộc về ta nếu huynh muốn huynh cứ việc giành lấy cô ấy không phải mơ ước của ta nhưng lại là báu vật mà huynh sẵn sàng đánh đổi bằng cả tính mạng của mình phong long bóp mạnh vai cảnh vừa cười vừa than thực ra ta nên lấy làm mừng vì điều mà huynh mong ước giành được là tiểu yêu chứ không phải thứ khác. Nếu huynh cũng có lý tưởng giống ta, chỉ e một núi chẳng chứa nổi hai hổ, đến lúc ấy chúng ta khó có thể làm anh em. Nếu là trước đây, chắc chắn cảnh sẽ lập tức hắt tay phong long ra, bởi chàng dị ứng với mọi hình thức tiếp xúc cơ thể. Nhưng trải qua bao vui buồn hợp tan, chàng hiểu rằng, ở vào vị thế hiện tại của hai người, đứng trước quyền thế và danh lợi, Hành động ôm vai bá cổ đầy thân mật như thế này là rất hiếm hoi. Lúc này, Phong Long và chàng hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, nên cả hai đứng cạnh nhau ở một khoảng cách thật nguy hiểm, đủ gần để chỉ cần một đòn là có thể lấy mạng đối phương. Phong Long và cảnh vừa về đến khu vực đóng quân, thì thấy ngu cương tức tốc chạy lại bẩm báo. "Chúng tôi tóm được một cô ả lai lịch không rõ ràng, đang lén lút trà trộn vào doanh trại." Có lẽ cô ta thuộc quý tộc cao tân. Phong Long ngạc nhiên. Cậu chưa tra khảo cô ta sao? Có vài vết xước trên mặt Ngu Cương, hắn ngựa ngùng đáp. Cô ta rất dữ dằn. Tôi, tôi. Tốt hơn hết để đại tướng quân thẩm vấn cô ta. Phong Long nói với cảnh. Huynh cũng đang rảnh, chi bằng cùng đi với ta. Cảnh không phản đối, theo Phong Long đến lán trại của Ngu Cương. Từ xa đã thấy một cô gái bị trói chặt tay chân, nhưng cô ta không chịu khuất phục, vẫn liên tục phóng những mũi tên và những lưỡi dao nước ra xung quanh. Đám lính không dám giết cô à, nhưng cũng không dám lơ là nhiệm vụ, đành tản ra bốn phía bao vây cô à. Phong Long thở dài, không thể là gián điệp của Cao Tân đã bị trói gô như vậy mà vẫn gan lì vùng vẫy. Nhưng nếu cô ta không phải gián điệp, thì vì sao không bình tĩnh mà đối thoại? cảnh đã nhận ra người đó là ai nhưng chàng không nói năng chi chỉ lặng lặng rảo bước theo phong long phong long sững sờ khi bước tới trước mặt cô nàng nọ không ngờ đám lính của hắn vừa bắt trói vương cơ của cao tân tuy là người của hy hòa bộ nhưng mưu cương chưa từng gặp mặt vương cơ phong long vội hỏi ai nhét rẻ vào miệng cô ấy một tên lính đứng ra dõng dạc thưa là thuộc hạ cô ta chửi mắng bệ hạ và tướng quân, nên thuộc hạ đã nhét khăn lau mồ hôi vào miệng cô ta. Phong Long vội vàng vung tay cắt đứt sợi dây chói bằng gân bò yêu tinh, bỏ miếng rẻ nhét trong miệng cô ả à ra. A niệm nổi cơn tam bành. Tên chuyên húc đáng ghét, đồ bạc bẽo, vong ơn bội nghĩa. Còn cả tên ngu cương khốn kiếp, bội phản kia nữa, mau ra đây cho ta. Phong Long cau mày khó chịu, hắn rất muốn nhét miếng rẻ vào miệng cô ả à, nhưng hắn không dám cảnh đưa cho a niệm cốc nước sạch bảo cô xúc miệng đi đã a niệm thoáng sững sờ quên cả việc chửi bới nàng lập tức đón lấy cốc nước và ra sức xúc miệng nghĩ tới miếng rẻ đẫm mùi mồ hôi hôi hám của tên lính xấu xa đó nàng ước gì có thể dùng bàn chải vệ sinh sạch sẽ miệng mình từ trong ra ngoài dường như thấu hiểu được tâm tư đó của nàng, cảnh bảo. Muốn chửi bới gì thì cũng phải rửa mặt, xúc miệng sạch sẽ trước đã. Để ta đưa cô đi. A à, niệm nghiêng đầu nhìn cảnh, trước mặt nàng là một gương mặt điển trai, sáng láng, vóc dáng cao gầy, ở con người ấy toát lên vẻ thanh cao, thoát tục, như suối trong giữa thung lũng, như trúc xanh trong giữa rừng già, khiến người ta có cảm giác bình yên khi ngắm nhìn. Ta từng gặp huynh, huynh chính là công tử Thanh Khâu, tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Cảnh mỉm cười gật đầu. Nơi đây là chỗ của nam giới, mời vương cơ theo ta. A niệm ngoan ngoãn đi theo cảnh. Phong Long mừng thầm vì đã mời cảnh tới. Hắn ra lệnh cho binh sĩ phải giữ kín chuyện xảy ra hôm nay. Sau đó, hắn lập tức đi tìm chuyên húc, bởi vì hắn không đủ tầm thẩm tra tên gián điệp cao tân này cảnh đưa an niệm đến lán trại của tiểu yêu tiểu yêu xem ai đến này cảnh vén rèm cửa mời an niệm vào trong chàng tỏ ra rất mực nhã nhặn thái độ vui vẻ tự nhiên như thể hoàn toàn không có bất cứ sự đối kháng nào về lập trường giữa họ tiểu yêu cũng chỉ thoáng bất ngờ nhận thấy an niệm đang trong tình trạng tả tơi nàng vội sai tiêu tiêu và miêu phủ mau chuẩn bị đồ cho vương cơ tắm gội A Niệm đứng yên ngoài cửa lán trại, không nói năng cũng không nhúc nhích, nàng tròn mắt nhìn tiểu yêu. Rõ ràng, nàng không ngờ gặp được tiểu yêu ở nơi này. Cảnh gia hiệu cho tiểu yêu, nàng hiểu ý, lập tức đưa muối sạch quy khư và nước hoa phù tang cho A Niệm. Xúc miệng đi đã. A Niệm nghĩ rằng nàng nên từ chối, nhưng hình ảnh mảnh khăn đẫm mồ hôi ấy cứ ám ảnh nàng. Vì vậy, sau một hồi do dự, nàng quyết định phải xúc miệng cảnh nhìn tiểu yêu đầy vẻ băn khoăn, tiểu yêu mỉm cười gật đầu, cảnh vén rèm cửa, lặng lặng ra ngoài. Xúc miệng, trải răng xong, A Niệm định bụng mắng nhức tiểu yêu thậm tệ, nhưng tiểu yêu đã bình thản lên tiếng trước. Người muội bốc mùi kìa, mau đi tắm đi. A Niệm tiêu nghỉu, cúi xuống người, lập tức theo tiêu tiêu đi tắm. Tắm táp và thay xiêm y xong, A Niệm trở lại căn phòng của tiểu yêu, nhưng nàng cảm thấy cơn giận dữ khi nãy đã hoàn toàn tan biến, cảm xúc thực sự đang trào dâng trong lòng. Tiểu Yêu đột nhiên xuất hiện ở Ngũ Thần Sơn, cướp đi người cha yêu kính và chuyên húc của nàng. Nàng ghét Tiểu Yêu nên chưa bao giờ gọi Tiểu Yêu là chị. Nhưng nàng lúc nào cũng để tâm đến Tiểu Yêu. Vì nàng là vương cơ tôn quý, nên không ai dám hỗn hào với nàng, nhưng bọn họ vẫn không ngừng bàn tán, dị nghị sau lưng nàng tiểu yêu thì trái lại không bao giờ buông lời rèm pha về nàng cũng không cho phép người hầu đi mách tội nàng với phụ vương nhưng tiểu yêu lại là người duy nhất dám đánh mắng nàng khi nàng và hình duyệt xảy ra xung đột tiểu yêu hết lòng bênh vực nàng bảo vệ nàng dạy nàng phải làm gì vậy nên dần dần nàng đã chấp nhận người chị này thậm chí nàng còn yêu mến người chị này bà cha con họ cùng nhau dong thuyền ra biển chị em họ đã trò chuyện tâm tình suốt đêm. Lúc chia tay, họ hẹn nhau mùa đông năm tới sẽ gặp lại, A Niệm còn chuẩn bị một món quà rất đẹp để tặng Tiểu Yêu. Nhưng, Tiểu Yêu không đến. Tiểu Yêu đột ngột biến mất, đột ngột hệt như lần đầu chị ta đến Ngũ Thần Sơn, không thèm nói với nàng một tiếng. A Niệm ghét Tiểu Yêu, không phải vì chị ta là con gái của Si vu, Bởi vì đối với người Cao Tân, Si Vu có đáng sợ, đáng ghét đến đâu cũng không liên quan tới họ. A Niệm ghét Tiểu Yêu vì Tiểu Yêu đã thất hứa, chị ta bỏ đi không một lời từ biệt. Nhìn điệu bộ bình thản, điểm nhiên như không của Tiểu Yêu, A Niệm vừa đau lòng vừa tức giận. Nhìn mà xem, chị ta vẫn rất ổn đấy thôi. Chắc là chị ta đã quên hẳn lời hứa quay về Ngũ Thần Sơn vào mùa đông và dạy nàng bơi lặn. Nếu đổi lại là Tiểu Yêu chắc chắn nàng sẽ tỏ ra điềm nhiên và giấu đi nỗi buồn thương hay phẫn nộ. Nàng sẽ che giấu cảm xúc đó bằng vẻ phớt lờ, thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng an niệm thì khác, lúc tức giận điên cuồng, mọi cảm xúc của nàng sẽ phát tiết cả ra ngoài. An niệm nhiếc mắng tiểu yêu. Nhục thu khuyên tôi không nên oán trách chị, anh ta bảo chị rất đáng thương. Nhưng nhìn điệu bộ của chị thì có lẽ không phải tôi mới là người đáng thương nhất. Chị đã lừa dối tôi, để trở thành chị gái tôi. Còn cả chuyên hút nữa, hắn. A niệm nghẹn ngào, hai mắt ẩn ẩn nước. Hai người là quân lừa đảo xấu xa. Tôi hận hai người. Tiểu yêu lên tiếng. Ta không hề lừa dối để trở thành chị gái của muội Ta thực lòng muốn làm chị gái muội chỉ tại. Tiểu yêu muốn nói, trời không chiều lòng người, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy tuy nàng rất buồn vì không còn là con gái của phụ vương nhưng việc trở thành con gái của si vưu cũng rất tuyệt nếu vậy thì nàng không nên than thở trời không chiều lòng người a niệm không hài lòng với câu nói nửa vời của tiểu yêu nàng cật vấn chỉ tại gì khi ấy ta không hề hay biết cha đẻ của mình là si vưu sau này biết được sự thật đó thì chị không muốn làm chị gái của tôi nữa Tiểu Yêu lại gần cửa sổ, phóng mắt ngắm nhìn những ngọn đồi phía xa, nàng không muốn A Niệm bắt gặp cảm xúc yếu đuối của mình. Không phải không muốn, mà là A Niệm, Tuấn Đế bệ hạ đã gạch tên ta ra khỏi gia phổ dòng họ Cao Tân và không cho phép ta mang họ Cao Tân nữa. A Niệm há hốc miệng, không biết nên tiếp tục trách mắng Tiểu Yêu thế nào. Bị xóa tên khỏi gia phổ thì chắc chắn Tiểu Yêu không đủ tư cách quay về Ngũ Thần Sơn nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ và những lời nhục mạ của đám quan lại trong triều đối với tiểu yêu, an niệm chợt thấy lòng trùng xuống. nàng nói: "chị, chị không thể đến ngũ thần sơn thì chí ít cũng phải nói với người ta một tiếng chứ. người ta, người ta, cứ chờ chị mãi, muội chờ ta." tiểu yêu rất đỗi ngạc nhiên. lúc này nàng mới nhận ra thái độ của an niệm đối với nàng không phải là khinh rẻ mà là giận dỗi a niệm hậm hực tôi không tới đây để tâm sự với chị đâu cái gã bạc bẽo chuyên hút kia có đến cùng chị không tôi muốn gặp hắn tiểu yêu bước lại ngồi xuống cạnh a niệm bấy lâu nay ta không hề hay biết về thân thế của mình sau khi biết sự thật ta đã vô cùng đau khổ thì ra ngay từ lúc ta chào đời mọi thứ đều chỉ là giả dối ta chẳng hề hay biết điều gì vậy mà người đời ai nấy đều căm hận ta muốn lấy mạng ta ta không ngờ muội đã đợi ta ta nghĩ muội cũng sẽ giống họ khinh thường ta không muốn gặp lại ta nữa bởi vì họ đều cho rằng mẹ ta có lỗi với phụ vương của muội hơn thế cha ta lại là si vưu ngay cả lúc này khi đối diện với muội ta vẫn chưa hết sợ sệt ta sợ muội sẽ tức giận mà thốt ra những lời khiến ta đau đớn ta sợ muội mắng nhức mẹ ta cũng sợ muội sẽ mắng nhức cha ta còn sợ muội sẽ chửi ta là đồ con hoang An niệm nhìn tiểu yêu chằm chằm ngập ngừng nói tôi chẳng thấy chị có biểu hiện gì là đau khổ hay sợ hãi tiểu yêu mỉm cười thuở bé sống cuộc đời không cha không mẹ dù ta đau khổ đến mấy cũng không ai an ủi động viên càng than khóc càng dễ làm mồi cho đám chó hoang bởi vậy ta đã quen vùi sâu chôn chặt mọi cảm xúc xuống đáy lòng. A Niệm trầm ngâm một lát, rồi nàng dịu dàng hỏi. Có phải chuyên húc cũng giống chi? Ừ. Có phải huynh ấy cũng từng chịu nhiều tủi cực khi ở Cao Tân, nhưng không cho muội và cha biết. Nên bây giờ huynh ấy mới tấn công Cao Tân. Chuyên húc đã chịu nhiều tủi cực suốt những năm tháng ở Cao Tân, nhưng huynh ấy không tấn công Cao Tân vì nguyên nhân đó a niệm vừa dối bời vừa bực bội vậy thì vì sao vì sao huynh ấy phải làm vậy muội và phụ vương có lỗi gì với huynh ấy đâu vì sao huynh ấy đối xử với cha con muội như vậy tiểu yêu không biết phải đáp lại ra sao đúng lúc ấy chuyên húc vén rèm bước vào nói muội không làm gì có lỗi với ta đây là chuyện giữa ta và phụ vương của muội tiểu yêu thở phào nhón gót rời khỏi lán trại nhường không gian riêng tư cho cuộc hội ngộ sau mấy mươi năm cách biệt. Nhìn thấy chuyên húc, mọi nỗi niềm trào dâng như thác lũ trong lòng an Niệm. Nàng không hề hay biết, nước mắt đã chảy thành hàng trên gương mặt mình tự lúc nào. Nàng ngồi sụp xuống, vừa khóc vừa nói. Muội không sao hiểu nổi. Phụ vương cũng bảo rằng chuyện này không liên quan đến muội, đó là chuyện giữa cha và huynh. Nhưng tại sao, tại sao lại không liên quan đến muội? hai người đang đánh nhau kia mà sẽ có đổ máu sẽ có hy sinh sao lại bảo không liên quan đến muội chuyên húc nói sao sư phụ cho muội lén đến nơi này thế ta sẽ sai người đưa muội về ngũ thần sơn a niệm khóc lóc van xin chuyên húc đừng tấn công cao tân được không phụ vương muội tội lắm bạc cả đầu sức khỏe của cha ngày một xấu đi đi lại cũng khó khăn a niệm túm lấy vạt áo chuyên húc ngước nhìn hắn nước mắt lã chã chuyên húc muội cầu xin huynh cầu xin huynh trước kia mỗi khi nàng nũng nịu van nài chuyên húc thì dù chuyện có khó khăn đến mấy hắn cũng đầu chiều theo ý nàng nhưng bây giờ hắn chỉ lạnh lùng im lặng rất lâu sau chuyên húc mới lên tiếng xin lỗi ta không thể a niệm vừa đau đớn vừa phẫn nộ nàng quay ra cật vấn hắn nếu tiểu yêu vẫn còn là con gái của phụ vương nếu chị ấy cầu xin huynh liệu huynh có từ chối chuyên húc bình thản đáp mười năm trước muội ấy đã từng cầu xin ta a niệm quyết định của ta là quyết định của một bậc đế vương tuyệt đối không thể vì muội hay tiểu yêu mà thay đổi được a niệm hòa khóc nàng giận sự vô tình của chuyên húc nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm thì ra tiểu yêu cũng từng cầu xin chuyên húc thì ra chuyên húc đã từ chối chị ấy chuyên húc từng lớn lên cùng an niệm nên hắn không đành lòng thấy nàng như vậy hắn ngồi xuống đưa khăn tay cho an niệm ta biết muội rất giận ta cũng biết nói như vậy thật giả dối nhưng ta thực lòng nghĩ như vậy đó hiền viên và cao tân xảy ra một số chuyện ta và cha muội cũng xảy ra một số chuyện nhưng trong lòng ta muội vẫn luôn là an niệm và ta vẫn luôn là chuyên húc của muội. Ta vẫn sẽ thỏa mãn mọi đòi hỏi của muội, nếu như đòi hỏi ấy không can hệ đến vấn đề của hai nước. A Niệm lấy khăn che mặt, gào khóc thảm thiết. Nàng không biết phải làm sao, một bên là phụ vương, một bên là chuyên húc. Vì sao cả cha nàng và chuyên húc đều có thể bình tĩnh nói với nàng rằng, chuyện này không liên quan đến nàng. Nếu không liên quan đến nàng, thì vì sao sau khi xảy ra chiến tranh Nhục Thu không chịu thu thập tin tức về Chuyên Húc cho nàng nữa. Vì sao Chuyên Húc không viết thư cho nàng nữa? Nếu không liên quan đến nàng, thì vì sao nàng không dám mở lời xin Phụ Vương cho phép nàng đến thần Nông Sơn thăm Chuyên Húc nữa? Nếu không liên quan đến nàng, thì vì sao một người vốn xưa nay không để tâm đến bất cứ chuyện gì là mẹ nàng, khuyên nàng đừng nhớ đến Chuyên Húc nữa? Chuyên Húc không dỗ dành an niệm và chọc nàng cười như trước đây mỗi khi nàng khóc hắn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn A Niệm. Ánh mắt hắn chịu nặng u hoài và buồn thương. A Niệm khóc suốt nửa canh giờ, tiếng khóc của nàng nhỏ dần. Chuyên húc hỏi. muội nói sư phụ đã bạc tóc, là thật ư? A Niệm nghẹn ngào. Sau khi phụ vương tuyên bố tiểu yêu không còn là vương cơ cao tân nữa, một ngày nọ muội đến thăm cha, thấy cha bị thương nặng, còn mái tóc thì đã bạc trắng. Những tưởng sẽ có đủ thời gian để cha từ từ dưỡng thương, chẳng ngờ huynh phát lệnh tấn công Cao Tân, khiến bệnh của cha chẳng thể thuyên giảm. Muội nghĩ vì cha quá đau lòng, nên tóc cha mới bạc trắng và sức khỏe của cha mới giảm sút trầm trọng như thế." Chuyên Húc nói. "Sư phụ lâm bệnh nặng như vậy, vì sao muội không ngoan ngoãn ở lại Ngũ Thần Sơn chăm sóc sư phụ, mà chạy tới đây làm gì?" An Niệm ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Chuyên Húc hai mắt ẩn ẩn nước. Muội không đến tìm huynh. Muội gặp tiểu yêu mới biết huynh cũng tới. Ta biết. Muội đến để ám sát Ngô Cương và Phong Long. Chuyên Húc hoảng hốt, thầm cảm ơn trời Phật vì A Niệm không đến ám sát hiến. Phong Long chắc chắn sẽ nhận ra A Niệm, vì vậy sẽ không gây thương tổn cho nàng. Ngô Cương vốn là người trung hậu, vẫn luôn canh cánh bên lòng vì có lỗi với Cao Tân hẳn là sẽ không ra tay với một cô gái yếu đuối như a niệm nhưng xích thủy hiến lạnh lùng tàn nhẫn thì không chắc nếu cô ta ra tay hẳn là sẽ có đổ máu chuyên húc tức giận cao tân thiếu gì tướng tài ai mượn muội đi làm thích khách ta nghĩ mình cần phải viết một bức thư cho nhục thu nhắc nhở hắn canh gác ngũ thần sơn cẩn mật hơn nữa a niệm lại bắt đầu chảy nước mắt nàng thổn thức muội biết Bạch Hổ Bộ và Thường Hy Bộ xưa nay vẫn tỏ ra bất mãn với cha, vì cha không chọn con gái của họ làm phi tần, mà chọn người mẹ thân phận thấp kém, lại vừa câm vừa điếc của muội, thế nên bọn họ luôn coi thường muội. Những năm gần đây, phụ vương ngày một yếu đi, bọn họ được thể lấn lướt làm loạn, o ép phụ vương lập người nối ngôi. Phụ vương chỉ có một cô con gái duy nhất là muội, Thanh Long Bộ và Hy Hòa Bộ đề nghị lập muội làm người nối ngôi, nhưng Bạch Hổ Bộ và Thường Hy Bộ kiên quyết phản đối. Bọn bọ bảo muội năng lực thì kém cỏi, lại ngu dốt, bướng bỉnh, không thể gánh vác trọng trách. Bọn họ yêu cầu chọn ra trong đám cháu họ của phụ vương một người để nối ngôi. Phụ vương không tỏ bất cứ thái độ nào thì bọn họ ngày ngày kêu gào, không để cha được yên. Bọn họ che muội kém cỏi, đần độn, bướng bỉnh, vì vậy muội phải làm một việc gì đó để chứng minh cho bọn họ thấy muội quyết định tới đây hành thích Ngô Cương và Phong Long. Ngô Cương là tên phản đồ của Cao Tân, Phong Long là đại tướng quân hiên viên, chỉ cần giết được một trong hai người, bọn họ sẽ phải nể phục muội. Chuyên Húc nói, sau này muội không được làm những việc xuẩn ngốc như vậy nữa. Muội đừng bận tâm đến bọn Bạch Hồ Bộ và Thường Hy Bộ làm gì. Mâu thuẫn giữa họ và sư phụ đã có từ rất lâu rồi, không phải do Vương Phi hay muội đâu đừng vì lời nói của họ mà cảm thấy dai dứt, không phải vì vương phi và muội mà phụ vương muội ra nông nỗi này đâu. A niệm bán tín bán nghi, đúng vậy không? chắc chắn. nhưng đúng là năm xưa sư phụ hoàn toàn có thể xoa dịu mâu thuẫn thông qua việc tuyển phi, nhưng người đã không chấp nhận. miệng méo sạch, nước mắt a niệm lại bắt đầu tuôn rơi. như thế chẳng phải có liên quan đến muội là gì? sư phụ không chịu tuyển phi vì người không muốn nạp phi tần chứ không phải vì mẹ muội vì thế chuyện đó không liên quan đến mẹ con muội hiểu chưa ngẫm ngợi một lúc an niệm gật đầu nước mắt vẫn lưng tròng a niệm muội hãy tin sư phụ có lúc muội tưởng người đang rơi vào tình cảnh khốn đốn nhưng thực chất người đang suy tính việc lớn đó chuyên húc trò tay vào đám mạng nhện bên ngoài cửa sổ giải thích muội biết thế nào là nhền nhện trăng tơ không? Nhìn bên ngoài, ta tưởng như con nhện kia đang mắc kẹt giữa những sợi tơ chẳng chịt, nhưng sau cùng kẻ bị mắc kẹt trong đó, rất có thể là những chú bướm bay qua bay lại. A niệm tỏ vẻ thấu hiểu lý lẽ ấy, nàng ngẫm ngợi một hồi, rồi đột nhiên òa khóc. Vì sao huynh tấn công cao tân? Nếu huynh không tấn công cao tân, muội sẽ đi hỏi ý kiến huynh và huynh sẽ nói cho muội biết phải làm thế nào nếu vậy muội sẽ không cần đến đây hành thích ngu cương và sẽ không bị tên lính chết tiệt ấy nhét rẻ vào miệng chuyên húc vừa vỗ về an niệm vừa ngẫm nghĩ bạch hổ bộ và thường hy bộ chắc chắn không thể lấy lòng sư phụ nhưng một khi bọn họ đưa ra kiến nghị lập người kế vị thì sư phụ không thể ngó lơ bởi vì đó không chỉ là vấn đề bạch hổ bộ thường hy bộ hay thanh long bộ và hy hòa bộ quan tâm mà đó còn là vấn đề quan tâm của toàn bộ dòng họ Cao Tân và triều thần Cao Tân. A Niệm là người duy nhất xứng đáng nối ngôi, nhưng sư phụ chưa bao giờ bồi dưỡng muội ấy trở thành một quân vương. Tình thế lúc này rất nguy hiểm, nếu sơ suất, sư phụ sẽ khiến Cao Tân đại loạn. Kế sách vẹn toàn nhất là kén cho A Niệm một người chồng vừa tài giỏi lại đáng tin cậy, rồi lập A Niệm làm người nối ngôi, sau đó ra sức bồi dưỡng con cái của A Niệm sư phụ chọn nhục thu ư? Lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến nhục thu tấn công quân đội hiên viên liên tiếp? Chuyên húc không hiểu sư phụ đang nghĩ gì, tuy ở bên ngài mấy trăm năm, nhưng hắn không sao nhìn thấu tâm can ngài. Cũng giống như, hắn mãi mãi không sao nhìn thấu tâm can ông nội. Có lẽ các bậc đế vương đều như vậy, không ai có thể đoán biết được tâm tư của họ. A Niệm đã vất vả suốt mấy ngày vì muốn hành thích Ngô Cương và Phong Long đêm qua nàng lại không thể chợp mắt. Lúc này, sau khi đã khóc thỏa sức, mọi căng thẳng đều được giải tỏa, nàng bắt đầu thiếp đi mê man. Chuyên húc vẫy tay gọi người hầu, lệnh cho họ hầu hạ an niệm nghỉ ngơi. Rồi hắn ra khỏi lán, theo sự chỉ dẫn của thị vệ, đi về phía khu rừng. Dưới bóng tà dương, cảnh và tiểu yêu đang ngồi chơi trên phiến đá bên bờ suối. Tiểu yêu đang huyên thuyên, làm nhảm chuyện gì đó, cảnh chỉ mỉm cười lắng nghe rồi đột nhiên tiểu yêu đặt một nụ hôn khẽ khàng nơi khóe môi cảnh nhanh như chớp cảnh chưa kịp phản ứng nàng đã trở về chỗ cũ giả đỏ như không miệng cười thật tươi nhìn đi hướng khác chuyên húc đạp mạnh cảnh khô dưới chân hắn phát ra tiếng kêu răng rắc tiểu yêu giật mình ngoảnh lại nhìn thấy hắn nàng đỏ mặt kìa huynh cảnh thản nhiên đứng lên hỏi vương cơ đã đi chưa chuyên húc đáp muội ấy đang say ngủ ta thấy muội ấy quá mỏi mệt nên đã lệnh cho tỳ nữ dọn chỗ nghỉ ngơi cho muội ấy trong lán của tiểu yêu tiểu yêu đêm nay muội chịu khó ngủ chung với miêu phủ muội ngủ cùng an niệm cũng được mà chuyên húc không muốn tiểu yêu dây dưa với an niệm hắn bảo không cần ta đã sai tiêu tiêu chăm sóc muội ấy muội đến chỗ miêu phủ đi tiểu yêu đáp vâng cảnh nhận thấy chuyên húc hình như có tâm sự gì đó chàng chủ động nói thần xin phép về trước tiểu yêu tươi cười vẫy tay chào chàng chuyên húc cất bước men theo bờ suối tiểu yêu đi theo hắn đợi mãi mà không thấy hắn nói gì chuyên húc vừa đi vừa trầm ngâm ngẫm ngợi tiểu yêu nóng ruột đành lên tiếng trước huynh đang nghĩ gì vậy có phải đang lo lắng chuyện của An Niệm? Ta đang lo lắng cho muôn dân chăm họ trên mảnh đất này. Chuyên húc thở dài. Sinh ra ở hiên viên, lớn lên ở cao tân, đôi lúc ta cũng không rõ mình là người hiên viên hay người cao tân. Là vua hiên viên, lẽ ra ta phải vui mừng khi thấy cao tân lâm vào tình cảnh hỗn loạn, bất ổn. Bởi đây là cơ hội hiếm có để hiên viên thừa cơ sông tới. Nhưng, ta không hề vui mừng chút nào. Trái lại, ta thực lòng mong sư phụ có thể nghĩ ra phương cách nào đó để xử lý ổn thỏa vấn đề nội bộ của triều đình Cao Tân, để mảnh đất này sẽ không phải chịu cảnh binh đao, khói lửa đau thương. Tiểu Yêu chớp mắt. Vậy ai đang châm lửa cho cuộc chiến tang thương trên mảnh đất này đây? Chuyên Húc bực bội, đập nàng một cái. Tuy ta là người châm lửa chiến tranh, nhưng cả ta và sư phụ đều biết cách khống chế không để ngọn lửa lan rộng và gây ảnh hưởng đến thường dân vô tội nhưng nếu nội bộ cao tân lục đục rối loạn những kẻ tham lam kia chắc chắn sẽ không hành xử như ta và sư phụ lòng tham sẽ khiến bọn họ mờ mắt và sẵn sàng hủy hoại mọi thứ miễn là bọn họ đạt được mục đích tiểu yêu thầm kinh hãi rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì nói với muội cũng chẳng ích gì ta không muốn nói huynh hư Tiểu Yêu tức giận, quay người bỏ đi. Muội đi tìm cảnh. Chuyên Húc giữ nàng lại. Không được. Bàn tay Chuyên Húc như gọng kìm cứng ngắc, khiến Tiểu Yêu đau đớn phải kêu lên. Đau quá. Chuyên Húc nới lỏng bàn tay, Tiểu Yêu xoa bóp cánh tay. Huynh sao thế? Thật quá đáng. Chuyên Húc mím môi, lặng lặng rảo bước bỏ đi. Tiểu yêu nhận thấy tâm trạng của hắn rất không ổn, liền vội vã đuổi theo. Thôi thôi, huynh không muốn nói thì thôi. Đi chậm lại, muội không theo kịp đâu. Chuyên húc đột ngột dừng lại. Tiểu yêu thận trọng dò xét hắn. Chuyên húc hướng mắt về phía tây bắc, khẽ nói. Còn nhớ, hồi ở chiêu vân điện trên núi hiên viên, muội từng nói. Tiểu yêu yên lặng đón nghe về tiếp theo. Nhưng Chuyên Húc Trần Trừ không nói thêm. Tiểu Yêu hỏi: "Muội đã nói gì?" Chuyên Húc mỉm cười. "Không có gì." Nụ cười của hắn che giấu mọi thứ, khiến nàng không đọc ra tâm tư của hắn. Tiểu Yêu nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc. Chuyên Húc nắm tay Tiểu Yêu, kéo nàng đi về phía doanh trại, cười, bảo: "Về nghỉ ngơi đi, ta không sao đâu, chỉ tại an niệm xuất hiện đột một." khiến ta bất ngờ thôi. Tiểu Yêu không chịu đi theo hắn, nàng nhìn hắn và nói: "Muội không muốn huynh tấn công Cao Tân, nên thường mỉa mai, châm chọc huynh, nhưng điều đó không có nghĩa muội hoàn toàn không hiểu huynh. Tuy sinh ra ở Hiên Viên, nhưng huynh đã nhiều năm sống trên đất Cao Tân. Chính mảnh đất này đã nuôi dạy huynh trở thành huynh của hôm nay." Xét về mặt tình cảm, có lẽ huynh dành cho Cao Tân nhiều tình cảm hơn là Hiên Viên. Muội biết huynh đưa muội đến đây là để xóa tan những lo âu, căng thẳng trong lòng muội, huynh muốn nói với muội, huynh không hề thay đổi. Huynh là bậc đế vương, nhưng huynh vẫn là một người đàn ông bình thường, biết buồn thương, đau khổ. Huynh từng chịu đau đớn khi mất đi cha mẹ, nên huynh sẽ không tùy tiện cướp đi mạng sống người thân của bao người khác, khiến họ phải đau khổ. Muội không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Cao Tân, nhưng muội tin huynh sẽ ngăn cản điều tồi tệ nhất xảy ra. Chuyên Húc chậm chậm quay đầu lại, mỉm cười nhìn Tiểu Yêu. Nụ cười của hắn khi ấy rất đỗi dịu dàng, thuần khiết, vì hắn thực sự rất vui. Tiểu Yêu cười gượng, lắc lắc cánh tay Chuyên Húc. Chúng ta về thôi. Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh giấc, A Niệm phát hiện ra mình đang nằm trên xe mây bay về Ngũ Thần Sơn. Nàng không cam lòng, nàng cảm thấy chuyên húc không nên đối xử với nàng như vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, có lẽ đây là cách từ biệt tốt nhất. Những gì cần nói nàng đã nói cả, những gì chưa nói đều là những điều không thể nói, hoặc giả, có nói cũng chẳng ích gì. A Niệm đưa tay lên mân mê những sợi tơ phù tang trên cổ tay nàng, đó vốn là thứ vũ khí giết người mà nàng đã cất công nhờ họ Kim Thiên chế tạo giúp mình. Tối hôm qua, nàng và chuyên húc ở cách nhau gần đến thế, vậy mà nàng không hề nảy sinh ý định sử dụng thứ vũ khí ấy. Đại quân của Phong Long tiến quân rất chậm rãi, đánh suốt 10 năm mới chiếm được chưa đến một phần 10 lãnh thổ cao tân. Nhưng nếu như một ngày, đại quân của hiên viên tấn công ngũ thần Sơn, liệu nàng có muốn dùng sợi tơ đó để giết chuyên húc? Nàng đã yêu khi chưa hiểu gì về tình yêu, mới chớm chạm vào tình yêu, đã phải nếm trải biết bao cay đắng những tưởng đã nốt trọn mọi nỗi đắng cay chua chát vào lòng chẳng ngờ vẫn còn những nỗi đắng cay chua chát lớn hơn nàng hồi tưởng lại mọi chuyện và nhận ra tình yêu của nàng với chuyên húc có đến chín phần cay đắng một phần ngọt ngào và cho đến lúc này tất cả chỉ toàn đắng cay chua chát vậy nhưng nàng không sao dứt bỏ a niệm cúi gập người hai tay ôm mặt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi Trước đây nàng vẫn thường gào khóc thật to, bởi nàng biết sẽ có người nghe thấu, có người đau lòng vì nàng. Còn bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, nàng chỉ biết âm thầm chào lệ. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.